vậy ông thắng gấp, dễ lít bánh lắm, con biết không? Nè, tại sao con khóc? Bình tĩnh nghe Bụt hỏi, tại sao con khóc? Nín đi, khóc hoài à. Ông Bụt ơi, điểm này của con chỉ có 2 mà không được 10. Ông Bụt giúp con đi ông Bụt. Hả? Điểm này của con chỉ có 2. Mới nghe qua như xoét đánh ngang tay. Điểm này của con chỉ có 2. Ta sẽ giúp con. Thôi, nghỉ chơi nghỉ diễn luôn đi. Ủa gì kì vậy, đang chơi vui mà. Vui gì vui, tới ngày khóc hoài à. Thì đúng là khó ông Bụt mới giúp chứ. Thôi, có ông Bụt nào mà giúp mình học giỏi được đâu. Tối ngày mơ mộng. Bây giờ hết giờ chơi rồi, đến giờ học. Đào mới. Ông Bụt ơi, ông Bụt ơi. Đó hả? Ủa sao kỳ vậy? Hồi nãy cô giúp đỡ người kia mà không có giúp đỡ cô Tiên là sao? Cô có bị gì đâu, con ông giúp. Ông Bụt ơi, ông Bụt cho bà Tiên biết khỏi chương trình đi giùm con đi ông Bụt ơi. Ông Bụt ơi, ông Bụt giúp con đi, người ta đuổi con ra khỏi chương trình kìa. Có gì đâu mà giúp. Bé Khang ơi, con mấy tuổi rồi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ. Con ơi, con với lại bạn của con diễn á, nó chưa có được ăn rơ với nhau. Có nghĩa là bạn cũng không chưa hỗ trợ được cho con nữa. Mà nhìn hai đứa con giống như là hai đứa bạn đang chơi với nhau ngoài đời vậy đó. Chứ chưa phải là một tiết mục biểu diễn để đi thi. Cho nên là ráng tập luyện thêm, rồi mùa sau quay trở lại đây với một cái sự mà diễn xuất tốt hơn nữa. Thì các huấn luyện viên sẽ bấm cho con vô vòng trong nha. Nhưng mà cũng khen con một điều là con chuẩn bị tiết mục rất là kỹ, nào là đạo cụ, nào phục trang, hóa trang rất là tốt. Thế nhưng cái phần biểu hiện của mình thì còn thiếu một chút xíu nữa. Thì giống như là chú Gia Bảo nói là hy vọng rằng mùa sau thì sẽ gặp lại con ha. Và chương trình Thiếu Lâm Thứ Trụ Nhi cũng gửi tặng cho em Hữu Khang một món quà nho nhỏ này nha. Yeah. Làm kỷ niệm rồi. Và chúc cho Hữu Khang sẽ luôn diễn thiệt là hay, và trong thời gian sắp tới có thể quay trở lại gặp gỡ các cô chú, và cũng như là có thể luôn luôn có thể học thiệt là giỏi nữa nghe. Còn bây giờ lên xe, ông Bụt mời ông về nhà. Tạm biệt. Trời đất ơi, đứng từ nãy giờ luôn, có đúng chỗ này không vậy? Đúng rồi, hồi sáng tao đã điện cho ổng rồi. Ổng nói là đúng 11 giờ đêm tới đây. Tới đây làm cái gì? Tới đây để nhận việc. Vẫn làm bảo vệ á hả? Ui, sao không lựa giờ hành chánh, lựa giờ hành sát vậy? Trời đất ơi, bây giờ hành gì hành thì giờ tao với mày đã quá khổ rồi. Mày nghĩ đi, bây giờ tìm đâu ra mà cái công việc làm bảo vệ mà 1 triệu một đêm. Cái gì? 1 triệu một đêm? 1 triệu một đêm? Sao mà dễ ăn dữ vậy ta? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà cái ông này kỳ quá. Ông hẹn 11 giờ mà giờ gần 12 giờ ông không thấy ông đâu hết. Chứ giờ sao ông lại đứng đây hoài? Bây giờ tao với mày đi vô nhà luôn kiếm ổng. Thôi như vậy người ta nói mình là đầu trộm đuôi cướp đó. Có tao mà mày sợ gì? Có mày không sợ, không sợ. Mày đi trước đi. Không sợ, đi trước đi. Đi trước đi, tao đi sao cho được. Cái cứng quá trời. Thì mở đi. Ghê quá mày ơi, ghê quá là mày. Vậy cái gì hả? Cái cửa mở mà nó kêu cái két. Thì là cái cửa nó mở mà nó kêu tin 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 nữa mày mới sợ. Kêu két bình thường mà. Ôi ôi. Ghê thiệt luôn. Sợ rồi đó. Thấy sợ sợ đúng không? Sợ rồi đó, ra. Thôi chị thôi, chị thôi, để hôm khác qua ha. Ra vậy. Sao cái cửa mở ra lại không được vậy? Tao biết rồi. Sao? Cái cửa này là cái cửa hiện đại, cửa chống trộm. Chống trộm hay là vụ ăn trộm vô chống không cho ra? Thì cãi nó đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng là tao mày đi vô kiếm ông chủ trước cái. Kiếm ông chủ đi. Tập xíu. Trời ơi, cái gì mà tối hôi vậy? Ghê quá là mày, ghê quá là mày. Cái gì vậy? Cửa hàng đồ chơi. Có đồ chơi không? Chừng nào cửa hàng đồ chơi có má mẹ ở đây mới ghê.
Nó bình thường. Bây giờ tao mày hai đứa đi kiếm, chia ra đi, kiếm mỏng nó dễ hơn. Chú ơi, ai đó? Chú ơi, có ai không? Lộc ơi, Lộc. Cái gì? Mấy cái con búp bê ở đây nó như thiệt vậy mày ơi. Đúng rồi đó, chắc mấy con búp bê ở đây mắc tiền lắm ha. Lộc ơi, Lộc. Lộc. Cái gì? Con búp bê này nó như thiệt hơn nè. Như thiệt á ha. Trời ơi. Trời ơi, búp bê mà có mụn luôn vậy. Nặng giùm nó đi. Đó. Trời ơi, con lỗ tai. Trời ơi. Nó cứng như là lỗ tai cây vậy đó. Thấy không? Ồ, cái lông lông. Đúng là lỗ tai cây cối mà. Mày nói gì vậy? Trời ơi. Còn cái ót nè. Cái ót này tao giả một cái. Ba đúng không? Tôi người, không phải ma. Ủa người hả? Người hả chú? Ai đây? Dạ tụi con xin bảo đi làm bảo vệ. Con tên Bảo, còn nó tên Long. Dạ. À, vậy hả? Dạ. Chú là ai? Tôi là chủ tiệm này. À, dạ, chú dạ, tên dạ. Gì để tụi con dễ xưng hô? Tôi tên Két. Tên tiếng Anh hả chú ha? Ừ. Tên đầy đủ là gì chú? Lâm Thắng là cái Két. Trời ơi, cái tên mà cái tương lai không bao giờ đi tới được ha. Cái tên nổ chú. Mình là con phải theo họ cha chứ sao. Cha chú tên gì? Cha chú tên Việt. À, tên đầy đủ là gì? Lâm thắng thua không quan trọng, quan trọng lấy được quán quân Cười Xuyên Việt. Trời, cái tên mà đặc để quá vậy. Cảm ơn ba chú nha. Cảm ơn mọi người nha. Dạ em cảm ơn gì thôi chứ em không có ý gì hết á. Dạ, nói ra vậy. Nói cười cười thôi trời. Thôi mà mấy đứa thông cảm cho chú nha. Mấy bữa nay nè, làm việc mệt quá thì mình cũng giống như đồ chơi đúng không? À, mình giống đồ chơi vậy, mình hết pin thì mình phải nghỉ ngơi. Nhưng mà có cái này con thắc mắc nè. Ví dụ nha, người ta ngủ là người ta phải ngủ nằm. Chứ tại sao chú ngủ đứng? Chú ngủ đứng để có chuyện chạy cho kịp. Giỡn thôi, giỡn. Hứa là giỡn nha. Giỡn. Không chú, giỡn đứa, không? Hai đứa mới vô làm chú tạo không khí vui vẻ để mình làm việc vui vẻ. Dạ. Thưa chú, dạ. Bây giờ sẵn sàng làm việc chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Lột đồ ra đi. Còn khốn. Tao bị chửi tao. Tao không làm là như vậy. Hèn gì là bảo vệ một đêm mà một triệu là giá của tao đúng không? Tao cái gì vậy? Mày nghĩ tao bao nguyên đêm hả? Ông mày điên hả Long? Tao đưa mày tới đây để nộp đơn mà. Nộp đơn hay nộp tao cho ổng ăn. Thôi, tao lột đồ rồi kêu hai cha qua kia thay đồ bảo vệ vô kìa. Hết thồn đâu mình được làm thí dân thí kiều. Mày muốn gì ai muốn. Không, qua đó lấy đồ đi. Bây giờ công việc đơn giản lắm. Hai đứa chỉ cần canh cái tiệm này cho chú. Từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng sẽ có người tới thay ca. Rồi, được rồi, chứ dễ mà dễ. Dạ, dễ đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ nghe chú dặn dò dạ, nè. Dạ. Bây giờ trong tiệm chú á, mọi thứ đã để ngăn nắp hết rồi. Dạ. Nếu lỡ như tối mà có dịch chuyển á, dạ, xếp lại giùm chú. Dạ. Có vụ nó dịch chuyển luôn à? Thì nó dịch xuống rồi mình chuyển lên lại thôi con. Trời, mong chú nói thẳng luôn đi chứ đỡ là hồn dí lên mây nha. Mày nó nhát quá. Dạ. Thôi chú dặn dò kỹ nha, nhớ nha, đừng có đụng chạm bất kỳ cái đồ đạc nào nha. Dạ yên tâm. Dạ, nhất là cái bàn này nha chưa. Cái bàn này không phải là bàn bình thường đâu. Một khi để đồ chơi lên đó, nó là cái bàn đồ chơi. Dạ. Còn khi không có đồ chơi trên đó, dạ, nó là cái bàn chơi đồ. Về chứ liên lụy đó. Báo bố liệt, báo bố liệt. Làm gì vậy? Đừng báo bố liệt. Bố liệt bắt chú chứ chị. Bắt chú gì? Chơi đồ. Chơi đồ là để đồ chơi là nó chơi đó cha. Một nó thẳng nha, một nó thẳng nha. Nó thẳng lên ngắt ngắm ngẩn, trên sợi hồn dí lên mây. Mệt ghê hả? Đây nè. Nói chung á là đồ đạc trong cái tiệm này đừng có đụng bậy bạ, hiểu không? Dạ. Đúng rồi. Nhất là cái gương này nè. Nó không phải là cái gương soi bình thường đâu. Sao chú? Nếu hai đứa đứng soi nó lâu quá sẽ mất thời gian lắm đó. Chú nói nó mất thời gian hả? Chạy nó đi ghê luôn á. Nói chi vậy trời. Ê, chú nói tối được kiên kỵ, đừng có nhìn vô gương, soi gương không tốt. À, dạ, không? Biết rồi. Nhớ nha chưa, không có đụng vô cái gương này chưa? Dạ. Còn cái tivi này nữa nha chưa? Không có mở lên coi đó. Dạ. Không có mở lên coi, nhớ chưa? Dạ. Nếu tới 12 giờ đêm có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra thì hai đứa cũng coi như không thấy gì. Dạ. Biết không? Dạ biết chú. Dạ. Làm gì sợ vậy? Thoải mái đi. Hai ly nước kìa, có khát thì uống. Dạ.
Làm việc vui vẻ. Dạ. Ủa ông sao vậy, ông lạ sao vậy? Không, chắc ông giỡn cho mình vui á mẹ ơi. Chết mà khác chết thiệt luôn á. Có cái áo bảo vệ này á, tao với mày mặc vô á mà đi làm. Đúng rồi. Cái gì vậy Lâm? Lâm mày bị gì vậy Lâm? Không gì. Để tao coi có chai dầu. Cho ăn da. Cái gì vậy? Đợi tao thiếu. Ủa? Gì ghê vậy? Gì sợ vậy? Sợ thiệt à? Hey. Lâm ơi. Gì? Vui lắm nè Lâm. Hả? Cái gương á. À. Mày đi ngang. Mày nhìn vô không có bóng mày. Mà có bóng chú hề cười. Bóng chú hề cười. Vậy là bóng cười rồi. Ừ. Tao không thấy bóng tao luôn. Tao thấy rõ ràng. À đi toilet. À. Ý. Ê. Vui vậy. Hay vậy ta. À, trời. Mày hay thiệt á chứ. Đó. Hay là hay đi. Đấy. Chơi khác ai. Ô. Hay dạ. Ê mày ơi, hay dạ. Hơi hơi lạ lạ mà cũng hay ho. Kiếm cái khác coi kiếm. Thử coi. Vẫn là hay ho. Chú Hệ này chú Hệ chậm nhịp mày ơi. Hay quá ta, thử lại cái coi. Ừ. Hey. Ủa? Hey. Hay quá trời hay luôn nè. Ê. Ủa vô đây được luôn á chứ con mày. Ê chú Hệ. Chú Hệ làm gì bạn tôi vậy chú Hệ? Ê trời. Trời chú Hệ. Chú bỏ cái dao xuống đi rồi tôi chú tấu Hệ. Chú Hệ. Đừng rồi. Ê chú Hệ. Ê Lâm ơi cứu tao Lâm ơi. Cái gì? Cứu tao chú Hệ. Để tao. Đúng rồi. Để ra. Mệt với tao chú Hệ. Để tao đi. Vô liền. Đúng rồi, vô liền. Đi ra đi. Chạy. Ổn không vậy? Tao đã tiêu diệt được chú Hề rồi. Tốt lắm. Hay lắm. Trước hay rồi. Đó. Làm việc. Có con dao cắm vô lưng vậy. Bảo ơi. Bảo vậy. Mày dậy đồ chơi. Giao đồ chơi. Bảo vậy. Đồ chơi. Cái gì kỳ vậy? Ủa là sao ta? Là sao? Tao hiểu rồi. Do tao với mày thức đêm rồi gặp ảo giác. Phải không? Ảo giác nhưng mà tao sợ thiệt nha mày. Cái lúc mày bị nhốt vô cái kia. Ờ. Cái gương nè. Sao? Cái có chú Hề chạy ra. Cái chú Hề cái mặt không hề hề. Không hề hề cái chú Hề tao thấy căng quá cái tao rủ chú Hề tấu Hề. Cái chú Hề sợ không hề, chú Hề không hề luôn. Mày mới không hề á. Nói gì nói riêng à. Ảo giác thôi. Ảo giác phải không ta? Không sợ. Có tao. Đúng. Không còn sợ nữa. Cúng đi. Không sợ mà cúng đi. Thì cúng đi. Mày, người ta nói là có thờ, có thiên. Đúng có rồi. Ăn kiêng, có ốm. Là nói mày á. Có gì hả? Là nói mày á. Không phải. Cúng đi. Cúng đi. Có gì cúng không? Bây giờ nè.
mày đi mày đi kiếm cho tao cái dĩa đi. Kiếm cái dĩa hả? Tại vì á, nãy tao sợ đói á, tao có đem bánh mì với sữa tươi không đường chút chấm ăn. Đi kiếm đi, sữa chút tao uống, bánh mì gì thì giờ cúng người ta đi. Này có cái dĩa, ủa sao có dĩa đây vậy ta? Mày đừng có làm tao sợ nha. Rồi, thành tâm nha không? Rồi. Làm ơi, không chứng đâu. Sao vậy? Tại tao mày không có nhang. Không có nhang vậy sao? Mày đi vòng vòng tiệm đồ chơi mày kiếm cho tao cây nhang đi. Tiệm đồ chơi nào có cây nhang má. Nhang điện cũng được mà. Rồi tao kiếm điện thoại tao điện cái nhang. Đúng rồi. Mày đi đi. Đi lẹ nghe Long. Biết rồi. Đi đó đúng rồi đó, đường đúng rồi đó. Đúng không? Đi vô luôn. Đúng rồi. Kiếm không có nhang. Nhưng mà ủa đâu rồi, mất tiêu rồi. Mày ăn đúng không? Không có ăn. Hồi nãy mày đi vô cái dĩa tao cúng đây, cứ lôi vô thì ra tao phát hiện con chuột khổng lồ. Mày đi là con chuột khổng lồ. Con chuột khổng lồ nó đi nhìn nè mày. Làm gì nè? Trời tao sợ quá trời luôn. Nói điều vô lý, làm gì có con chuột bị tai biến như mày. Tao nói thiệt. Không bao giờ có được. Mày sao? Mày làm gì vậy? Đào quyệt chứ thấy nó rồi. Trời ơi, mày chết hả? Trời ơi, thằng bỏ bạn, tao sẽ chết chung với mày. Đừng. Quyệt không. Chật, quyệt nó chật quá. Không, tao với mày là chết chung. Mày là mày. Không, tao sẽ chết chung với mày. Mày chết tôi xong đi. Không mà, tao không chết có, chung với mày. Không có vô chung. Rồi, nguyên bộ tâm sinh nằm ba chết cha giữa nha. Linh miêu nhảy qua xác chết, quỷ nhập tràng. Đi liền. Cái này ghê quá. Có đó là thiệt hay ảo nữa vậy? Nó là thiệt hay ảo? Ảo giác. Phải là ảo giác không? Tin tao đi. Ảo giác. Ảo giác đúng không? Lâm ơi. Cái gì hả? Có cái giải quay rồi. Đi mày nói. Tivi. Không được đâu, ông chủ không có cho đó. Trời ơi, mày sao vậy? Coi chút xíu rồi mà coi cho đỡ sợ. Mày hiểu không? Cũng được nữa. Coi đại đi. Đĩa này hay nè Long. Đĩa gì vậy? Cái chết của hai thằng bảo vệ. Cho qua. Ủa vậy hả? Đĩa này hay nè. Đĩa gì? Đêm cuối cùng của hai thằng bảo vệ. Cho qua luôn. Cái đĩa khác đĩa, đi. Đĩa này mày chịu. Đĩa gì? Một ngày nắng ấm. À, được. Sau khi hai thằng bảo vệ chết. Mày kiếm cái đĩa nào đừng có đụng tới security đi. Rồi cái đĩa này luôn. Ừ, vô entertainment nha. Rồi, entertainment. Trời ơi. Mày biết tin gì không? Biết gì? Xác chết trở lại. Chắc không sao đâu. Sao đâu. Mấy cái con ở trong cái phim đó, trời ơi, nó lo ngủ. Ngủ tim mê. Ngủ mà. Nó dậy rồi. Mày khùng quá, nó dậy, nó còn ngủ dậy cả rừng nè. Ê! Đăng đây. Ê! Sở thú không vậy? Rồi. Bấm lại thử coi. Cái gì vậy Long? Nó dê. Trời ơi. Tao biết rồi. Cái tivi này là tivi 3D. Coi cái gì là thấy cái đó, nên ông chủ cũng ích kỷ không cho mình coi. Trời ơi, hàng chi không cho hai mình coi. Coi cho tao. Không cho coi, coi tao. Coi cho tao. Coi nữa. Coi cái này đi mày. Coi cái gì? Cải lương tuồng cổ. Ê, cái đó hay nha. Hay. Tuồng gì á? Tuồng gì tao cũng không có đọc nữa. Thôi kệ, có cải lương coi thì vui được rồi. Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long xin hân hạnh giới thiệu vở diễn Hoàng hậu không đầu. Chú Quang ơi, làm ơn ban cho tôi bầu sữa.
mà sửa thì bà nên sửa cái đầu bà lại đi. Bà không chịu luôn. Bà mà không chịu tụi tôi đập đầu tụi tôi tự giận với bà coi. Đúng. Đừng lìa trần gian. Tôi dám cầu xin tha, không tha là tôi la, tôi la mọi người ra, khi ra là biết ngay bà là ma. Còn đây là bảo vệ mời đi làm hôm nay, có một chiều một đêm con xin bà thử tha, gắn cây đầu vô để tụi con bớt sợ ma. Sa la 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 la, gắn cái đầu vô đi bà. Trời, bà gắn đầu vô kìa. Trời ghê vậy. Nhớ rồi. Có sữa. Lấy ra liền. Có sữa. Lấy liền đưa cho bà đi. Đây. Có sữa tươi ông Đường uống đỡ nha. Rồi, dạ. Dạ bà. Dạ vô. À, không chịu vô. Trời, khổ ghê luôn. Bây giờ sao vậy? Đi ngủ đi. Trời, bụng quá. Mày á Long. Thiệt. Cái gì? Mày ăn uống riết rồi mày ăn uống như hạm vậy đó. Mà mày than đói bụng hoài. Tự nhiên mày nói vậy. Nhưng mà tao không có đói. Rõ ràng tao nghe. Tao không có đói mà. Ủa mày không đói luôn hả? Tao đâu có đói. Mày không đói không đói. Vì ai đói ta? Tôi đói bụng quá. Trời đất ơi. Mày có mở tivi không vậy? Không có luôn, tắt rồi. Tiếng người phụ nữ. Tiếng phụ nữ đâu vậy? Mình chia ra mình đi tìm. Ờ, chia ra. Mày đi chỗ khác đi để tao đi kiếm cho. Mày sợ lắm bà ơi. Được, đừng có la. Tôi không phải ma, tôi là người. Anh la, ông chủ ông tức á, năn nỉ anh mà. Chị, anh ơi. Chị là người. Tôi là người, tôi đói quá. Trời là người hả? Chị ơi. Được rồi, để tôi kiếm đồ cho chị ăn nha. Tôi kiếm đồ chị ăn đi. Chị ơi chị, nói nghe nè. Còn ổ bánh mì nãy con chuột nó ăn vụng lại, chị ăn đi chị. Cảm ơn không? Trời ơi, chị ăn gì chị muốn ấy chết. Không có nước, kiếm rồi, không có nước. Thôi rồi, chị ăn đỡ kìa. Chị ăn đỡ. Rồi. Chị ăn nói chưa? Tôi nói rồi. Chị bình tĩnh, chị nghe tôi hỏi nè. Chị là gì của nhà này vậy? Tôi không có là gì của nhà này hết á. Chứ tự nhiên sao chị trong này? Tôi nói mấy anh nghe nha. Hồi chiều á, tôi lén tôi trốn ở trong đây nè. Xong tôi đợi đêm xuống, không có ai ở đây nữa. Cái tôi lén ra, tôi ăn trộm cái gì đó, tôi ăn cho no cái bụng. Cái tôi mở cửa, tôi thủng thẳng, tôi đi về nhà, tôi ngủ một giấc tới sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi thư thả, tôi đi làm. Ủa? Ô tà. Tính ra chị là ăn trộm mà đổi lốt thôn nữ đó ha. Ủa, không, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu. Làm nhiều lần luôn hả? Làm vậy là bậy đó chị. Đúng rồi. Không. Ủa mà làm vậy là bậy hả? Đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn hai anh nha. Hai anh tốt quá. Hai anh nói vậy tôi mới biết làm vậy là không đàng hoàng á. Chứ mấy anh bảo vệ trước gặp tôi nhát cái là bỏ chạy không à. Trời ơi trời. Đi giỡn. Chị giỡn gì vậy? Phải giỡn không chị? Đi giỡn, dạ, là người. Người. Là người đúng không? Là người. Xác định là người. Của kiếp trước. Sợ thiệt á chị. Đánh chặt ai? Trách. Từ. Mày trách ra. Mày đi đâu mà mày lủi vô trung tâm vậy? Cái chân nó điều khiển cái chứ. Thì mày điên quá. Chạy cửa này. Tôi là người mà mấy anh làm gì vậy? Chân chạm đất. Chạm đất là sao? Có chân chạm đất là người. Tôi là người thiệt nè, tôi đụng mấy anh được nè. Thì chắc ăn chị là người. Nè, tôi nhảy được nè đó. Trời ơi, chị là người rồi, mừng quá. Chắc kiếp sau á anh. Anh này anh dễ xỉu ha. Giỡn.
Giỡn trời ơi. Chị quá nổi giờ giỡn gì kỳ vậy nữa đêm luôn. Đúng rồi đó, sao chị giỡn quá vậy chị? Không á, tôi gặp mấy anh tôi mừng quá, tôi giỡn mấy anh đừng có trách tôi tội nghiệp tôi mà. Chị giỡn gì kỳ, thôi chị đi về đi, đi về, đi về tôi đi. Vậy cảm ơn mấy anh nha. Đi về đi. Tôi làm việc. Cảm ơn mấy anh. Mệt ghê. Ủa, sao khóa cửa vậy nè? Cửa nó mở được đâu mà. Sao khóa cửa vậy? Ai khóa cửa vậy? Mở cửa ra. Ở đây nè. Mở cửa ra. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ủa? Con này phải không? Long ơi, không lẽ con búp bê với bả là một? Lên. Tao không tin. Như vậy là chật khớp mà, để tao rồi, để tao thả khớp cho chị. Đừng. Làm gì? Chết thiệt lắm. Đừng có làm gì nữa, hiểu không? Cái gì? Tiếng gì vậy ta? Không biết đâu. Ông chủ. Trời ơi. Ông chủ. Ma quỷ. Linh hồn. Trời, cái gì vậy? Nè. Ủa chị à? Nè. Ủa chị ơi, cửa này coi sao? Chị ơi. Chị có sao không chị? Chị ơi. B là sao ta? Cái gì vậy Long? Linh hồn, búp bê, ông chủ. Không lẽ ông chủ đã sát hại cô gái rồi giam cầm linh hồn của cô ta trong búp bê? Nếu vậy ông chủ là ác quỷ. Tụi bay đã gặp con nhỏ đó rồi đúng không? Dạ, con nhỏ nè. Con nếu như tụi bay đã gặp nó rồi, vậy thì hai đứa bay sẽ trở thành hai linh hồn trong bộ sưu tập đồ chơi của tao. Cái gì vậy? Long ơi. Chạy đi. Tao mệt lắm đúng không? Long ơi. Sao ly nước? Mày chạy đi đâu? Đừng mà. Tao đã nói mày bao giờ rồi? Dạ. Bao nhiêu lần rồi? Dạ. Không được. Đồ chơi. Không được mở TV. Tại sao vậy? Tại sao tao không thể biến linh hồn của mày thành đồ chơi của tao? Tại sao vậy? Tại vì ông mới chính là đồ chơi của tôi. Sao vậy ba? Sao lúc nào ba cũng đánh con ơi đi ba? Ba ơi cho đi chơi ai hết á. Nhốt con trong nhà một mình. Chứ
Tôi đồ chơi ba cũng đánh con, mở tivi gọi ba cũng đánh con. Ba chỉ nhốt con một mình trong nhà này, con sợ lắm, bảo sợ lắm ba ơi. Hồi con đi học á, thì ba nói con á, là không được ăn hiếp mấy bạn, không được đánh mấy bạn. Mấy bạn đánh con á, mấy bạn lúc nào cũng đánh con á, không ai chơi con á nữa. Thôi tụi mày á, thôi tụi mày á, tụi mày lúc nào cũng ăn hiếp tao hết á. Lúc nào tụi mày cũng kỳ thị tao á, tụi mày nói tao mập, tụi mày nói tao xấu, tụi mày không ai chơi sao. Còn bạn nữa, bạn biết đó là mình thích chơi bạn, lúc nào mình cũng bảo vệ bạn hết đó. Nhưng sao mình bị ăn hiếp, bạn không bảo vệ mình, bạn còn đứng bạn cười nữa, nên mình ghét bạn, mình ghét bạn, mình ghét bạn lắm luôn. Mình sẽ giam bạn ở đây mãi mãi với mình. Mày cười cái gì? Ai cho mày cười tao? Tao cấm tụi mày không được cười tao, không được cười tao, không được cười tao. Nó cười nó kìa. Chỉ có mày thôi, chỉ có mày là lúc nào cũng ở bên tao, chịu ngồi lắng nghe những gì tao nói. Nhưng mày chỉ nghe thôi, chứ mày đâu có trả lời được đâu. Tại vì mày là đồ chơi mà, chứ đâu phải con người đâu. Tránh ra, mẹ, mẹ ơi, mẹ là ai vậy mẹ? Tại sao trong ký ức của con, con khuất khuôn mặt của mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôm nay bao nhiêu hết đi giờ mà đâu mấy đâu được. Hôm nay bao nhiêu hết hôm nay giờ đồng ta đâu đi. Hôm nay đừng lời chứ có. Bác sĩ mình em. Thôi đây. Gì mày? Mày hát lúc đầu có lời, lúc sau hát vần không vậy? Không cảm đi mày ơi. Mày không thấy cái bài nhạc này nó nhanh nữa mày. Cái lưỡi nó cuốn theo không kịp. Cái lưỡi mày cuốn theo không kịp, nhưng cái tao đạp rất là kịp. Thấy không? Tao đạp từ nãy giờ nhanh không? Nhanh khi móc á. Từ nãy giờ mày không thấy hả? Xe tải đi ngang, cái tay tao bám với xe tải để mà xéo xe tải đi. Chứ mày có đạp được cái gì đâu. Ủa có hả? Ủa chứ giờ mày không thấy hả? Lúc đang ngủ sao thấy được. Trời ơi, xe mày không lo đạp, mày lo ngủ mày. Thấy mày dịnh êm quá, để chạy luôn chứ mắc mớ thức chi. Đạp đi mày. Đạp nữa hả? Ừ. Còn nhảy xíu, dần chân xíu được không? Sao vậy? Bị xó qua dài. Là gì? Sái qua giò nè. Sao? Có sao không? Sái rồi. Trời ơi, thôi nó nghe nè. Chịu khó đi. Chịu khó đạp xe chở tao lên thành phố gặp gái tao. Đạp nữa hả? Mày chịu khó đi, đạp đi rồi lên chở rồi dắt đi cưa giò. Tự nhiên dắt tao đi cưa giò. Giỡn mày á. Bạn bè giỡn xíu mày. Giỡn gì à? Vậy gì? Giỡn cho nó vui à? Cho nó vui. Có vui đâu. Có vui gì đâu. Mày không vui mà tao vui mày. Mày vui cái gì? Tao vui chuyện khác. Có chuyện khác sao? Tao sắp gặp con gái tao à. Phải vui với mày. À hả, vậy tại sao bấy lâu nay không gặp con gái, bây giờ nhất định phải gặp con gái vậy? Mày cũng biết mà, tao là thằng tù tội, làm sao mà gặp con gái tao được mày? Cái từ đó đừng có nói ở đây được không? Tao ở sao song sắt á. Thằng gái. Từ khác đi. Trời, tao ở chổng. Ờ được á. Song sắt trước mặt tao. Có khác biệt gì đâu. Tao mệt quá nè. Biết là những ngày tháng là bị xa lứ rồi thì sao? Cho đến cái ngày mà tao được thả ra, bước ra ngoài đời á, người ta nhìn tao nè, đầy ánh mắt kỳ thị. Tao không quan tâm. Tao quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Tao chọn nghề sửa xe. Tao biết cái nghề sửa xe này cũng bạc bẽo lắm,
cũng không khá giả gì mấy. Nhưng mà tao tin, tao tin nếu như tao cố gắng, tao sẽ thay đổi được cuộc đời của mình. Nhưng chỉ có một thứ làm tao hối tiếc, đó chính là Bé Linh, con gái của tao. Chính vì vậy, chính vì vậy mày phải được qua đi, rồi mày cứ mày làm điều để tao. Con Linh đi, nó chết tao luôn con. Con Linh đi, con Linh đi. Thôi đấy. Hát cũng vậy, nói cũng vậy, vâng không. Má, lời lẽ đâu kỳ cục vậy? Ông bà, xin lỗi mày. Nhưng mà tao ngạn, nhưng mà tao ngạn là tại vì tao vừa mới biết một thông tin. Thông tin gì? Trên thành phố, con gái nó sắp đi rồi. Cho nên tao phải gặp mặt nó lần cuối. Năng y hả? Nó đi Na Uy. Ủa dạ, tao hỏi năng y mình nói nó đi Na Uy. Thì nó đi nước ngoài, đi du học, định cư bả luôn mày. Ủa vậy là con gái mày chưa chết à? Nó đi nước ngoài chứ có phải đăng xuất cả trái đất đâu mà chết. À vậy hả? Ủa sao biết được thông tin này? Thông tin này là từ dì Vũ lớn á. Dì Vũ lớn nào? Dì Vũ tên lớn á. À đi rồi, đi rồi. Để lên xe đi tiếp ha. Để lẹ đi rồi chở lên gặp gái tao nó mày. Rồi nhưng mà Di ơi. Cái gì? Bây giờ là mà Minh á, mà không muốn hỏi Di là Di, là Di có lý do Di đi á. Còn Minh là Minh có lý do đi với Di. Minh nè, nếu mà Minh muốn biết á, thì Di sẽ trả lời. Nè, trong tất cả những người bạn thân của mình, cô Di á, tất cả người bạn thân của Di thì Minh nè là người mà Di thương nhất luôn á. Tại sao lại là Minh? Tại vì Minh có tiền. Coi đi. Ủa dạ, đàn ông các người thật kỳ cục. Mày bị điên hả mày? Cái gì hợp gì không biết nữa, tự nhiên thấy nó vô vô sao? Cùng người vừa thôi, cái này là tình cảm anh em nó thể hiện thôi. À biết rồi, nhưng mà cuối cùng mày cũng chơi tao vì tiền thôi đúng không? Tại mày có tiền. Mày biết tao có nhiêu tiền? 5 xỉ. Làm sao biết được có 5 xỉ? Tao giữ cái bóp mày mà. Sao mày ăn cắp mặt ngoài vậy? Cắp mặt là cắp mặt. Đây mày đạp xe, tao sợ mày đạp đại đạp còn rớt cái bóp ra ngoài. Ôi tao giữ kỹ mới được. Kỹ cũng vậy à? Sao vậy? Cái này nè. Ủa sao lấy nữa vậy? Cái này của tao. Sao nó giống nhau quá vậy? Hôm bữa sinh nhật mày tao mua cặp đó. Ủa phải không? Đấy. Tao để coi. Thôi ơi, mày ghê mày. Mày thấy hở sắp sắp chùm. Kiếm bờ môi ra ngoài. Được rồi, hên đó nha, cũng hên đó nha. Hên sao? Hên là cái bóp giống thôi, chẳng có giống chiếc dép. Mày mốt bớt đem đồ giống nhau đi nha. Giống nhau gì, bạn bè mặc đồng cặp có sao đâu mày. Rồi đi thôi đúng không? Vậy thôi, lên đường thôi. Đi. Tới thành phố rồi kìa. Trời ơi, tạp mấy cái tới rồi. Lẹ dữ vậy hả? Tới thành phố rồi. Tới thành phố rồi. Gặp con gái thôi. Gặp chúng. Gặp trong phòng rồi. Thổi quá thì thổi. Dạ dạ. Dạ anh, cái gì vậy ông anh? Nghiêm túc lên đi. Hả? Nhìn mặt tôi có nghiêm túc không? Nghiêm túc. Sao nếu mà nghiêm túc lên đi. Này chị, để tao cho tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân đi. Giấy tờ thân. Dạ. Để đây. Giấy tờ tùy thân. Gì? Giấy tờ tùy thân. Mày không nghe không nói à? Nói gì? Giấy tờ tùy thân. Thì sao? Tùy người thôi, người nào thân mới có. Cái gì vậy? Gì? Giấy tờ tùy thân mà cũng nói có duyên vậy hả? Trời đất ơi, nói một câu nói bình thường em không mắc cười, em nói có duyên là sao? Tôi thấy có duyên mà. Anh sao vậy? Giấy tờ gì có đưa, phải đưa cái gì? Căn cước công dân. Căn cước công dân. Ý tôi là căn cước công dân. Mày nói nè. Đưa chứ, giấy tờ cho người ta. Dương Văn Di. Dạ có gì? Lữ Minh Minh. Lữ Minh Minh, bé Minh. Xe này của ai đây? Xe của bé Minh. Minh gì? Minh Nhi. Minh Nhi.
Xe này là thuộc diện là phương tiện thô sơ chở cồng kềnh nha bé Minh Nhi. À, biết rồi. À, cái này á là tội nhẹ không có phạt đâu. Tội kia mới nặng kìa. Có gì nặng vậy anh? Chạy sai tuyến. Ủa mà nó chạy sao cái đường một chiều nãy giờ mày không nói cho bé Minh biết? Tao đâu có biết, tao thấy vèo 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 qua tưởng là dòng người vội vàng bước qua. Bây giờ nó hát xong bây giờ sao nữa anh? Bây giờ mấy anh muốn đi đâu? Đi thành phố. Đi thành phố đúng không? Dạ. Thành phố đi cái hướng này là đúng rồi, nhưng dạ, mà cái đường là sai. Đường đi theo tôi chỉ cho. Chạy ở vậy anh đi giúp đỡ giúp đỡ cái. Cầm giấy tờ, cầm giấy tờ. Đi đi. Rồi theo tôi nha. Dạ. Rồi. Tới thành phố rồi. Ủa anh hả? Rồi cảnh gì là nghiêm túc hay có duyên vậy? Nghiêm túc. Nhìn nãy giờ mình đi ngắn vậy thôi chứ nãy giờ đi tới 16 cây lận đó. Thiệt luôn hả? Thiệt. Hay quá vậy, cảm ơn anh rất nhiều. Không có sao đâu. Ê bây giờ tôi xong nhiệm vụ của tôi rồi, mấy anh cứ đi công chuyện của mấy anh nha. Tôi đi à. À anh đi về hả? Ừ đi về. Trời. Ủa làm gì vậy? Xoay một vòng trở lại chỗ cũ chứ. Trời ơi, không có duyên nè. Ủa tới đây là... Ủa là... tới giữa đường luôn hả ta? Rồi. Rồi. Bộ xe dữ rồi. 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 Trời ơi, lạnh dữ vậy. Xe như cố tình chỉ cho mình đó. Trời ơi, ghê rồi. Như cái bùng binh đó, xe rộng á hả? Thôi lui vô. Về lui. Về lui đi. Trời ơi, ghê quá. Đó, về lui rồi đó. Trời ơi, mới lui vô cái tới công viên luôn. Ủa, hay đẹp quá trời. Trời ơi. Quá trời luôn, đông đúc quá, thành phố này đông đúc người quá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Công viên đừng sở thú không á, muốn lượm ghê mày. Làm chi vậy, có được cái gì đâu mà làm dữ vậy? Bởi vậy. Giờ sao ở đây, giờ sao làm gì, làm sao? Giờ phải đi gặp con gái tao nè. Sao đi gặp con gái mày? Phải đột nhập vô. Tao đột nhập để làm gì? Gặp con gái tao. Để làm cái gì? Xin lỗi nó. Xin lỗi nó, để làm sao để được xin lỗi nó? Vô nhà con gái tao. Để làm sao để vô nhà con gái mày? Thì đột nhập vô. Để đột nhập, làm sao để đột nhập vô nhà con gái mày? Chưa tính. Cái gì mà chưa tính, tới đây mà chưa tính là để nhà nó chạy nước đá cho má tao còn sướng hơn á. Tao đâu có tính được. Trên đây có con Dũng tính rồi. Thằng Dũng nào? Thằng Dũng có bà Dung đó. Thằng Dũng có bà Dung đâu có biết. Đúng rồi, bạn tao sao biết. À vậy giờ làm sao? Giờ gọi điện đó chứ sao? Thì gọi đi chứ còn hỏi tao. Vô rồi nè. Gọi đi. À đây rồi. Ừ hết pin rồi. Đi đem ra chi vậy trời? Đem vào cho có thôi, hết pin rồi. Chứ giờ làm sao? Giờ ngủ. Thì sao khơi đi ngủ vậy? Phải đi ngủ để sáng người ta có ai tập thể dục nè, dịnh người ta lại mượn con sạc kim vô. À vậy hả? Lý thuyết là vậy mà biết thực hành nó như thế nào thôi đó. Gán đợi đi chứ sao mày? Rồi chạy ra. Ủa nằm trong hay nằm ngoài? Mà để tao nằm trong ở ngoài xe không à. Trời ơi, đã. Tao nói... Thật ra ai ai? Gì vậy? Cái chân mày đạp không gì đúng hả? Mày có mày. Mày nhắn đi. Ngủ hướng này đi thay cho nó an toàn. Dậy đi không được đâu. Sao vậy? Chạy đi ngang còn ngửi người à. Trời ơi, ghê quá. Thôi nằm ngủ đây đi. Đó có mắt mình nằm đây không? Nằm đây giờ mắt mình mở to, giờ có xe cái mình né. Thì đúng rồi. Mày ngủ phải mở mắt chứ mày. Mày ngủ nhắm mắt xe đi ngang mất cái đầu sao? Trời ghê vậy rồi. Nói ghê. Ghê rồi. Thôi cũng ngồi đi mày. Thôi ngủ ngồi. Rồi, ngồi ngủ thiền. Hay là kiểu này giống như từng tại thổ địa ngay ngã tư á. Đi ngang ngay thì ghim nó hút. Đi hút cho hai mình hút. Nó lẹm lùm la. Nó không tè không bạc hết trơn vậy trời. Trời, tự nhiên nó khơi khơi vậy trời. Tự nhiên nghe mệt trong mình trong mẩy quá. Trời ơi, biết chỗ nóng thì sao. Trời ơi, những điều cần lưu ý. Những ánh mắt thất thần. Những ngón tay cào cấu gãi điêu liền. Gương mặt khóc hát nói những câu nói vô tri như vậy thì mình cần phải tránh xa đối tượng này. Mấy cái này đừng nên thử dù chỉ một lần. 50.000 cũng được mà. Báo không, giá không, luôn kìa. Ôi. Không tiền đâu. Không tiền. Có là mệt. Ê, sao vậy? Sao vậy, mệt hả? Sao vậy? Mệt sao? Sao? Nó mềm quá vậy? Ghê vậy? Sao? Ủa nó mềm, xèo quá. Trời. Ghê vậy? Rồi. Vô.
Trời ơi. Như múa rối nước vậy. Trời chết mày luôn nè. Trời nhanh mày. Mệt anh chơi. Biết mệt à? Mày tào lao, mày. Mày nha mày. Đừng có chơi mấy cái trò này nha mày. Mày đụng vô mấy cái chất nó có hại lắm mày. Nè, nói cho biết, tao nè, từng ở trong tù. Cho nên mày á, bây giờ mày nè, mày cuộc đời của mày đừng bao giờ mày thấy nó đi ra. Đêm qua kia nó nói cho nó đánh mày đó mày. Cái chỗ tao cần khuyên cái mày vô dần sao tao biết. Không, tao khuyên nó rồi, tao khuyên nó đàng hoàng mà. Bỏ đi, đừng có xài mấy cái chất cấm nữa. Đụng vô có ngày bắt vậy mày. Ủa, mũi chích của Nguy bắt nữa hả anh? Gì vậy? Ngủ cái đá kia kìa. Ngủ chích quá. Ngủ được, mệt cho mình mẩy. Xin xin tiền, mua kem chống mũi xích. Trời ơi, nãy giờ nói luôn đi trời. Trời ơi, trời ơi, mũi mà nó chỗ ghê quá vậy. Cho nó 50 ngàn đi. 50 ngàn, ủng hộ đi, ủng hộ. Nè mày. Thôi, em không lấy hả? Mày cầm đi rồi mua xích mũi chích. Thôi, em không lấy mày không. Lấy đi mày. Sao lấy đấy mày? Mày này nó sao mày? Không có sao mày mới sao á. Nhà thuốc đâu lận? Bên kia kìa anh. Anh rớt 50 của anh kìa. Nó chỗ với em nè. Cảm ơn hai anh nha. Người ta tin ý thì mình phải tử tế, hiểu không? Trời ơi. Chỗ vô anh hay lắm đó, đừng có dẫn chơi. Đó. Mà phải ngủ mày. Rồi. Với lẽ đợi Dũng. Mày làm gì vậy? Nãy giờ mình ngồi đâu có mũi, sao nó đem mũi ra hay sao mà ngứa dữ vậy? Lao là quá rồi, nó thiệt á. Ui da. Bị sao vậy? Trời ơi, mũi chích. Mũi chích. Nguyên cây kim luôn mày. Trời, cái này kim lễ ốc mà mày làm quá lố lăng quá trời, là kiếm gì đặc biệt không? Đặc biệt có cái mùng mày. Có mùng cũng đỡ. Ngủ đi, tranh thủ ngủ đi. Mày lấy cái lòng bàn ăn cơm ra đây chứ vậy? Mày ăn cơm mà ra đây cái mùng của tao ngủ đó. Mùng nữa hả? Cái mùng gì kỳ vậy? Tao ngủ có một mình nè, nằm co ro ro dưới đây đủ rồi. Giờ cầm đi. Giờ cầm hả? Sao nữa? Ngủ thay phiên nhau ngủ, thằng ngủ thằng canh. Rồi xíu đổi nha. Trời ơi. Trời. Đổi. Ngủ là ngủ liền, đừng có ẩn. Không có thời gian mà ẩn. Vô ngủ liền. Từ từ, sắp vô rồi. Đúng rồi, nó vô rồi. Vô. Đổi. Đang mớ luôn á. Ngủ đặt mớ luôn mày. Trời ơi, sao ngứa quá. Kiến đâu mà đây. Kiến đứng dậy. Ủa, tao ngủ sẵn đi mà sao kiến à. Nè, mày coi nè, mày để vô đi. Thôi, vô nè. Đổi. Đã chết. Ngủ luôn này. Lấy tấm mạc tao ngủ. Lên coi, ai vậy? Ai mà lên đường rồi? Đỡ nó nè, nó xuống coi. Mày từ từ mày dời cái ghế luôn. Cái gì vậy? Tao chưa tắt thở, sao đem tao đi nướng vậy? Ủa, Dũng à. Ủa, ấy đây Dũng à, Dũng mà Dung á hả? Dũng còn mà Dung sao biết Dũng. Hay vậy? Và cả mày là ai? Tao là Minh. Minh con ai? Con Mìn. Mình ơi hả? Mình ơi á. Bà biết bài Mình ơi không bà? Sao không biết được bài đó? Đêm dài lại nhớ Mình ơi. Mình ơi, mình ơi. Thôi. Sao mày hai mày thân nhau vậy? Không phải, tiên tao cảm giác con hợp với bạn này thì sao? Mày hợp lần khác mày hợp đi, bây giờ mày phải hợp với tao nè. Vậy hả? Cái chuyện tao nhờ mày sao rồi? Chuyện gì? Chuyện lần hả? Trời lớn ơi, chuyện đó là xong xuôi hết trơn rồi. Bây giờ chỉ ra đây là đợi tiền thôi. Lần lý tao muốn hết trơn rồi, người ngợm cũng vậy. Tổng cộng là 16 người, chi phí là 3.2 triệu. Ba triệu hai kìa. Bà là mấy người? 16 người. Lấy hai người. Hai. Lấy hai người thôi chứ. Tao muốn hai con rồng, tao muốn thêm chiếc xe rồng nữa. Mà mày đưa tiền vô đây sao mà được? Không, mày chịu khó đi, cái gì nói chuyện với ta đi. Con như xài nhiêu đi. Trời đất ơi, nhưng mà 400 ngàn bây giờ chỉ có thể là mướn được một cái người đi theo mày để múa lân thôi. Với lại mướn được con lân thôi, mà con lân cũng không có đẹp lắm đâu. Chứ làm sao mà mướn được đông đúc. Sáng rồi đi luôn đi. Đi. Giờ đi liền đi không? Đi qua bãi luôn. Vậy là đi thôi, đi. Đừng chờ gì nữa. Đi tiền lại. Nhanh đi mày. Đi nè. Nhanh đi trời. Mệt quá. Nhưng mà trời ơi, tiệc tùng cái gì mà không có ai vậy ta? Bảo vệ đâu rồi? Ra nói chuyện với tôi coi. Mày là ai? Mày không có tư cách gì mày nói chuyện với tao hết á, hả? Bây giờ mày là bị mày có lỗi rồi, mày sao mày nói chuyện với tao được? Không có tư cách gì nói chuyện với tao bây giờ sao? Hả? Tao hỏi mày nè, hả? Tại sao vậy?
cái chỗ toilet nữ, nghe không? Mày đứng mày thập thò, mày thập thò. Mày đưa bàn tay là mày lấy bàn tay xuống. Không có chứ. Mày đợi tao vô toilet mày chụp hình. Không mày quăng lên mạng mày khống chế người ta hả? Dạ. Tao bị hoài, tao kinh nghiệm. Dạ không có chú ơi. Chú bỏ cái kẹt cửa của chú ra con giải thích cho chú nghe. Kẹt cửa cái gì? Trời ơi chú ơi. Gì? Con là nhân viên vệ sinh mà. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, cái gì mà tào lao dữ vậy trời. Đúng nhân viên vệ sinh mà lâu ra ngoài đây. Nói chú với anh, nói nhiều vô. Rồi chú em vô trong làm việc để tôi nói chuyện với chú cho. Chú là ai mà chú ra đây chú lớn tiếng ở đây với trước mặt tôi? Bảo vệ ở đây. Bây giờ tôi nói nghe nè. Dạ. Chú đứng yên ở đây. Dạ yên. Nghe chưa? Yes sir. Bữa tiệc rất quan trọng đó với tôi. Yes có sir. Có bất cứ chuyện gì xảy ra chú sẽ bị đuổi việc. Và mãi mãi suốt cả cuộc đời chú không bao giờ xin được việc mới. Thôi mẹ làm gì mà căng thẳng. Sao mà không căng được? Ước trời. Ước gì? Ước gì vậy? Ước gì tôi không có ở đây. Ông sao? Bây giờ vậy nè, em ở đây em sắp xếp đi. Rồi. Anh đi đặt bánh kem cho con. À. Nha, em sắp xếp đi. Nhớ coi chừng ông nội này nè. Rồi. Nhớ nha, có chuyện gì xảy ra là ông bị đuổi và suốt cuộc đời không có việc mới. Căng chưa? Căng rồi. Rồi, bớt căng giãn ra cho em nè. Anh đi nha. Ừ, thương. Ồ hay ha, mỗi lần căng căng nó được khung cái. Nè, mày sao? Nè, mày ngon mày đứng lại nè, đang căng nè, có gì không? Đang căng nè, căng được dữ lắm nè. Tôi báo cho ông biết, ông á, nghe chồng tôi căn dặn chưa? Dạ. Bây giờ khách khứa tới cái tiệc này á, là phải có thiệp mời là mới cho vô. Dạ. Nha. Dạ. Canh giữ cho nó đàng hoàng, cẩn thận. Có bất chắc cái gì á là không có được đâu, nghe không? Dạ. Thí dụ như mày có thắc mắc gì á là đi vô kiếm tôi. Dạ. Nghe không? Tôi là Diễm. Diễm. Dạ. Diễm, vợ chủ tiệc, nhớ chưa? Cố gắng đi chú. Đây này, tao bắt mày đi luôn à. Con nít mày lắc cao hơn người lớn hả mày? Vợ cũng như ta chửi gì tôi nghĩ. Chào chú. Chào chú. Ủa râu hả mày? Này đâu phải râu. Này là mũi một dài đó. Dễ ghê dữ vậy hả? Thôi thôi chán với tao chú. Trời ơi, tỉa bớt rồi đi, ghê quá. Chào chú. Rồi chào. Tôi là người giao bên giao hàng đó chú. Giao bánh kem. Thôi có bánh kem không? Bánh kem. Mở ra coi coi. Đây nè. Kem năng hoài, vẫn chơi hoài. Đây. Ừ, bánh kem đem vô trong đó cũng được. Nhưng mà nhiều khi á không tin ai hết. Bánh kem này bỏ cái gì trong đó vô trong cả tiệc ngộ độc hết là chết tôi. Tôi chắc ăn để tôi nếm thử trước cái. Thử nha, tôi thử cái tôi nếm thử. Được, được không chú? Ngon không? Ngon. Được không? Đúng, đúng. Bánh ngon. Bánh ngon. Cho chút xíu này chưa có cảm nhận được. Thêm chút nữa được. Cái gì? Cái ba tử mình có nhiêu cứ ăn dồn ăn hết đi. Dạ. Vậy ha. Rồi rồi. Nữa không? Giờ nè. Ừ. Đền. Nhớ mấy chữ tiệp. Được rồi. Đứng ở đây nha. Dạ. Tôi chạy tôi mua cái tôi đền. Dạ rồi. Cái này là của tôi nha. Dạ. Đứng đây nha. Biết rồi. Trời ơi, tự nhiên nếm một miếng rồi. Chú Bin ơi. Chú Bin ơi, chú Bin. Sao mà kêu đứng canh rồi. Ủa Dạ. Chào chị. Ờ. Chúng em là nhân viên giao bánh kem. Tới đây để giao bánh kem cho bé Linh, con gái của chị. Ủa mà ai đặt mà giao đây? À dạ, một người bạn giấu tên. Chúng tôi xong việc rồi. Rồi, cảm ơn. Ê, chưa. Ngoài giao bánh kem ra, tôi còn được lệnh gửi thư cho chủ tiệc nữa. À, là gửi thư cho con gái tôi á hả? Đúng rồi. Bé Linh ơi. Ê, cái gì? À, cái gì vậy? Không phải, không phải. Cái bé Linh ơi là cái đầu thư. Thường thường là đầu thư người ta hay ghi cái đó. Với lại chị né xa xa ra, đừng có đứng gần sếp em quá, hiểu không? Ông căng thẳng vô ông dấp. Để cho ông đọc rõ ràng, chị né gần bên. Đây, vô đi sếp. Bé Linh ơi, bạn biết không, kể từ ngày mà chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, không biết bạn có nhớ tôi không? Tôi lúc nào cũng nhớ bạn hết đó. Tôi với bạn không còn ở gần nhau nữa,
Nhưng mà tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho bạn hết. Tôi cầu cho bạn gặp nhiều may mắn, cầu cho bạn có một tương lai tốt đẹp hơn. Bé Linh ơi, thương nhớ cậu nhiều lắm. Xạo nha, xạo nha. Hả, gì vậy trời? Cái tờ giấy trắng trơn như vậy mà đọc cái chữ ở đâu ra, nói tôi nghe. Hả? Có. Ở đâu có khó khăn à, ở đó có đằng đòn lăng à. Ê, hồn quá, hồn quá, hồn quá. Gì vậy, mấy người này là ai vậy? Xin lỗi chị, đây là thành viên của Đoàn Lăng. Dạ đúng. Đoàn Lân. Dạ, Đoàn Lăng. Đúng rồi, hôm nay là tôi có mướn cho Đoàn Lân tới đây để biểu diễn cho con gái tôi coi. Dạ, trước đúng. Khi con gái tôi đi nước ngoài. Dạ đúng rồi, vậy mình đã biểu diễn rồi chưa? Đợi, tôi kêu con gái tôi ra đã. Dạ, kêu dạ. Bé Linh ơi, bé Linh. Linh ơi. Dạ. Con ra đây mẹ biểu nè. Mẹ có bất ngờ này dành cho con nè. Dạ. Trước khi đi nước ngoài, mẹ muốn giữ cho con một kỷ niệm và tạo một điều bất ngờ cho con. Đây nè. Ôi, Đoàn Lân. Múa đi anh, giờ mình múa lần đi. Múa đi. Thích lắm đúng không? Rồi, chuẩn bị đi, rồi, 2, 3, chơi. Nhạc đi. Nhạc rồi đó. Đoàn Lân tới rồi. Trời, bên đây mấy anh là đoàn gì đây? Sang anh đường. Bên đây là đoàn gì? Băng qua đường. Đi ra ngoài để cho Đoàn Lân chuyên nghiệp tới diễn. Mẹ. Cái gì? Nhưng mà con thích con Lân màu trắng à. Nhưng mà cái này đâu phải mẹ mướn đâu. Sao? Hay là mẹ cho chú Lân màu trắng múa nha. Con thích đoàn bên đây hơn. Rồi, vậy chiều ý con gái ha. Cảm ơn mẹ. Cho bên này múa. Đó, được rồi, thì cho mấy anh múa đó, ra múa đi. Tranh thủ mở cái nấm đi mày lên. Không cần phải mở, chị có mấy anh em đánh giùm lên, đánh giùm xíu là chia sẻ ha. Dạ. Thôi, múa xong rồi, mời mấy anh ra cho. Dượng ơi, chưa múa xong Dượng. Trễ giờ rồi con. Ra máy bay qua nước ngoài đi. Nhưng mà con. Đi nhanh đi. Con muốn coi. Đi. Thôi nghe lời ba nè. Tranh thủ đi đi chứ nhiều khi mẹ sợ kẹt xe đó. Đi, nghe lời ba ngoan. Mẹ. Thôi. Là mày hả Di? Lân hả? Ngày xưa mày cũng là con của một chủ đoàn Lân nổi tiếng. Để rồi cuối cùng sao? Một tay mày phá nát cả cơ nghiệp nhà mày. Cũng nhờ mày, mày phá nát cả gia đình mày. Hôm nay mày tới đây chi? Mày định phá nát luôn tương lai của con Linh hả? Tao không cấm mày gặp con mày, nhưng mà gặp cách nào đó bản lĩnh hơn đi. Đã là một thằng đàn ông thì phải đứng thẳng mà đối diện với con của mình. Đừng có làm mấy cái trò này, hèn lắm.
Hình siêu mẫu. Dạ. Ai nói tụi bay chụp hình siêu mẫu? Ở đây tôi mới là siêu mẫu này mấy má. Trời ơi, chị Bảy, chị Bảy. Chị Bảy bướng trong cái lồng này là mấy anh em hậu đại phải gia cố sàn rồi đó chị Bảy. Tao nói cho mày biết, tao là đầu gấu trong cái lồng chim này nghe chưa? Tụi bay phải nghe lời tao nghe chưa? Mày tính ra. Mày là con chim gì? Dạ, em là con chim hạt. Cái con chim kìa. Tao hỏi mày là con chim gì? Trên đời này không có loài chim nào tao là con chim khạc thụt đó. Em quỷ, mày chơi mày diễn tiếp trước mày. Cái này là tao diễn khôn á. Nói đi, nói lại mày là con chim gì? Trời ơi, em nói với chị rồi, em là con chim khạc. Chim yến. Mày chim yến, nói lại mày chim yến đi, mắc mới phun nước miếng. Chị ơi, cái đó là nó phun nước yến vô mặt chị á. À, cái đó là thương hiệu của em á. Ai mà dính nước yến của em á là da mặt đẹp lung linh. Anh ơi, da em khôn, cho em miếng đi. Chết ra. Con kia. Dạ. Mày là giống chim gì? Dạ thưa chị, em là con chim. Thêm thằng ngày là tụi em xúc đó cho chị. À, chị ơi, sao quýnh em chị ơi. Em là con chim mà em không biết em là con chim gì. Mày đâu có sao, mày khùng mà ba má mày nói cho mày biết là mày là con chim gì chứ.
Tại vì cái lúc em còn trong một cái trứng là em đã rơi khỏi tổ. Lúc đó em chưa kịp hỏi ba má em là con chim gì. Rồi sao? Em đâu có cam tâm đâu chị. Em phải leo ngược lên cành cây, em vô tổ của em để em tìm ba má em chứ. Rồi em hỏi ba má em đi. Vui lắm chị ơi. Sao vui vậy? Nguyên cái ổ của em bị thợ săn hốt sạch. Rồi tao chưa thấy con chim nào vô tâm như mày luôn. Ba má mày bị bắt mà mày vui dữ vậy? Cái đó là em diễn tâm lý ngược đó chị. Trong lòng của em đang đau rấm rứt. Em đâu có chịu như vậy. Em lần theo dấu chân của bác thợ săn để em đi tìm gặp lại ba má của em. Rồi em tìm được chưa? Bãi đáp của bác thợ săn là một cái nhà hàng tiệc cưới. Rồi em chui vô đi. Em dán cửa sổ em chui vô liền. Chị ơi vui nữa. Vui sao vậy em? Nguyên cái ổ của em lên mâm hết luôn. Rồi ba má mày bị giết mà mày còn vui hơn lúc ba má mày bị bắt nữa là sao? Nhưng mà chị ơi em thông minh lắm chị. Em biết nhìn trên menu. Đúng rồi, phải nhìn trên menu. Dạ. Mày biết được ba má là con chim gì? Dạ, nó ghi ba em là bồ câu quay. À em là con kêu bồ câu. Má em là cu đất xúc bánh đa. À em là con cu đất. Anh chị em của em là chim cút chiên bơ. Gia đình quá rối ren. Chị ơi, gia đình em đâu có rối ren. Con người mới rối ren mà. Một tổ chim mà làm ra được nhiều món. Vậy bây giờ tóm lại mày là con chim gì? Hên lắm. Có người nói với em là con chim gì, nói cho em biết rồi. Ai nói? Anh Đan Trường, anh nói em là con chim trắng mồ côi. Chim trắng mồ côi, chim trắng mình ơi. Mừng nó vô. Dạ. Tương mà em đợi, con sáu. Bỏ tao sáu. Bỏ tao. Ê con bạn chim sáu tánh. Mình đang chơi cặp đôi nha. Mày nghĩ sao mà giành anh đất diễn. Mày ép tao vô trong cánh gà vậy mày. Tao ép mày vô cánh gà thì ở đây tao mới nổi được chứ. Không. Tao muốn ở đây, tao muốn được tỏa sáng, tao muốn được lồng lộn, tao không cam tâm. Coi đứa nào lồng lộn hơn đứa nào. Nè, nè, nè. Rồi, đất ơi. Nè, tụi bay lồng lộn là banh vách lồng một cái, tao giết hai đứa tụi bay liền nghe chưa. Ờ đúng rồi chị, cho em hỏi một cái chị. Từ nãy tới giờ em vô tụi em làm quá mà tụi em không biết cái lồng này là cái lồng gì chị. Ở đâu vậy chị? Trời tụi bay không biết hả? Không. Nhìn đi rồi biết. Đó bà nói. Sao nó cười? Ủa chứ đi theo tôi vậy? Dạ em đi bán chim phong xanh chị ơi. Trời đất ơi, mới sáng sớm đi chùa cầu duyên mà toàn cái thứ nghiệp chướng gì đâu hả? Đánh ra. Chị, mua giùm em cái lồng chim phong xanh đi chị. Chim thấy nghiệp chị nó nặng dữ lắm rồi đó chị. Ê thằng kia, mày có tin là tao trở cái cánh dù tao phóng vô ông mày không? Trời ơi chị ơi, chị mới tạo nghiệp chứ tổng chùa đó chị. Mồ phật, chết rồi, bây giờ chị khổ nghiệp quá, chị phải làm sao giờ em? Mua chim phóng xanh liền tay. Vậy hả? Dạ. Vậy bán cho chị một lồng chim. Vô đi lửa thôi. Trời ơi, vậy là mình là chim phóng xanh sao? Tại sao con khóc? Khổ quá bụt ơi. Dạ. Khổ gì mà khổ? Làm chim phong xanh sướng muốn chết khổ chỗ nào? Đồ cái con chim ngu muội. Chim người ta đang bay ngoài trời tự do mắc mớ gì chui vô lòng làm chim phong xanh mà sướng cái chỗ nào? Đúng rồi, em muốn được bay tự do. Các em đừng lo, chúng ta sẽ được thả ra để bay. Được thả hả chị? Đúng rồi. Chừng nào hả chị? Tới giờ thả chim. Thấm thủ thiêm, con thành tâm phát nguyện. Con thả anh năm con chim. Một con chim mập. Chết chiến. À, dạ bốn con chim ổn. Để thôi quá. Hôm nay là con lại ơn trên phù hộ độ trì cho con mau sớm có chồng. Rồi bây giờ các em chim ơi, hãy cùng nhau bay lên trên bầu trời xanh đi nào. Được bay rồi kìa. Được tự do rồi. Em có cá. Bay đi đâu vậy? Bay theo con chim mập đi.
Rất ngoan và đủ số. Ai mới chim muốn xanh không chị ba chị bảy ơi? Ủa hình như mình đáp là cái lòng cũ phải không? Hình như cái gì? Chính xác là như vậy rồi. Trời ơi, trời cao có thâu, sao đài làm chim phóng xanh. Bị nhốt vô lòng xong đem thả ra, nó đem vô lòng xong rồi nó thả ra. Chim bay mà không bay, chim bay mà không cho bay, chim bay mà không được bay, chim bay mà không bay, sao là chim phụ trò chim qua người ơi. Thôi, cái bẫy gì vậy? Bây giờ bắt vô thả ra làm chim phóng xanh như vậy làm sao mà chịu nổi? Em tuyệt vọng và đau đớn. Em đau đớn và tuyệt vọng. Thôi đi, hai cái con này mệt ghê, lồng lộn hoài luôn á. Đứng lên, ta đã nói rồi, kiếp phóng sanh của chúng ta là để tạo công đức cho tất cả mọi người. Các em không biết câu slogan nè? Câu gì? Hey! Ở đâu cần công đức? Ở đó có chim phóng sanh. Kiên cứ bay cho đời bớt nghĩa. Giỏi quá, các em thích nghi rất nhanh. Ê, thích nghi cái gì? Cái này là tôi liệu theo bà chứ tôi thích nghi cái gì. Bà nghĩ làm sao cùng là loài chim mà bà khoái làm chim phóng sanh làm sao? Ủa làm chim phóng sanh sướng nè, rồi là tạo được công đức cho mọi người. Chúng ta bay, chúng ta phóng sanh, mọi người sẽ cầu an khứ nguyện. Tôi không có mượn, tôi muốn được bay, tôi muốn được tự do. Tôi muốn được tự do, tôi muốn được bay. Trong cái lòng này đã vô rồi thì không bao giờ có chữ tự do. Hả? Nè nha, hôm nay rằm tháng giêng là chúng ta sáng giờ mới bay được có 1 xô thôi. Hả? Chúng ta còn 15 xô trong cái ngày rằm này để bay đó. Hả? Trời ơi, bay 15 xô làm sao mà bay nổi? Bay riết là phải quen thôi. Đã tới giờ thả chim rồi. Trời ơi, nữa hả? Trên lại không về trên. Hồi nãy là con cầu duyên, còn bây giờ là con thả chim cầu an. Xí nữa con cầu tình duyên gia đạo. Xí nữa con cầu sức khỏe, cầu an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Happy New Year. Nói chung là con cầu tùm lum tá lả. Mỗi lần cầu là con thả một lòng chim. Cầu ơn trên phù hộ độ trì cho con. Các em chim ơi, hãy tiếp tục bay lên nữa đi nào. Bay nữa kìa. Bay nữa cho chim nó rụng lọt bọt hết rồi, bây giờ anh lấy lòng chim đâu mà chị phóng sanh. Chị cần một lòng chim phóng sanh. Dạ, chị đợi em một chút. Vậy là tiếp tục đi chùa cầu duyên phóng sanh, công đức vô lượng. Cậu lãnh luôn. Em hỏi anh mệt không? Anh không mệt. Vậy bây giờ ẵm em tự ngoài cửa vô tới đây anh mệt không? Trâu bò sao không biết mệt? Đi chùa khác liền. Bây giờ anh khác với em rồi đúng không? Ai rồi cũng khác. Thôi được rồi, sẵn cái không khí đang thể dục thể thao như vậy, anh muốn em với anh đi thi thế vận hội hả? Không, em với anh mình tham gia một cái quy trình sản xuất sinh học khép kín. Ủa anh, tụi mình đang làm công ăn lương á, tự nhiên anh muốn mở xưởng ở nhà làm gì? Không không, ý anh là sản xuất là anh muốn có con. Mà ghê luôn á, em cũng muốn. Buông ra. Hai anh chị định làm cái gì vậy? Dạ làm vợ chồng. Mẹ, đây là đêm tân hôn, tụi con đang chuẩn bị động phòng đó. Dạ. Nè, tôi nói cho anh chị biết, anh chị có động phòng hay động đất hay động kinh hay động quan đi chăng nữa cũng phải hỏi ý kiến tôi. Nè, chưa hết đâu, anh chị còn phải hỏi ý kiến của bà con cô bác gần xa, và đặc biệt nhất là hỏi ý kiến của ông bà tổ tiên. Bây giờ mẹ sẽ gọi cho bà Năm. À không,
mẹ sẽ gọi cho bà Bảy trước để hỏi coi bà Bảy có đồng ý cho tụi con động phòng vào ngày hôm nay không. Chị Bảy hả chị Bảy? À, tôi Bảy nè. Dạ dạ chị Bảy ơi, chị Bảy, chuyện là vậy nè chị, là thằng con của em đó nó mới lấy nhỏ vợ, hồi sáng chị có đi đám cưới nhớ không? Trời ơi vui muốn chết, tôi hát 60 năm cuộc đời đó. À, dạ dạ dạ, dạ. Nói nghe nè, ý tôi là bây giờ sáng bà đi nhiêu vậy? Tôi đi 2 tờ vé số. Ok bye. Ủa lộ nó một hiệp rồi nhưng không sao, bây giờ mẹ sẽ gọi một người thứ hai con. Dạ. Con muốn gọi ai? Sáng chú Chính cùng ly với con, mẹ gọi chú Chính đi. Chú Chính à? Không không, tôi Bảy nữa nè. Bà điên, tôi gọi cho anh Chính bắt mới với bà bắt máy. Ông Chính đang tắm nè, tôi mét vợ ông Chính nghe. Bà mới bị điên á, ông Chính là chồng của tôi mà ông cưới tôi, giờ bà kêu là ông Bảy đi. Rồi vợ chồng Bảy Chính thần tài. Nói nghe nè, rồi cái chuyện hồi nãy luôn á, là thằng con của tôi á, nó mới lấy nhỏ vợ nhớ không? Hồi sáng bà mới đi đám cưới đó nhớ không, hai vợ chồng bà đó. Ừ? Chồng bà đi nhiêu vậy? Chồng tôi đi 2 tờ giấy giò. Ok bye. Lỗ luôn 2 hiệp. Nhưng mà không sao. Ủa? Bây giờ mẹ sẽ gỡ lại. Đó chính là bà Năm Tập Quá, bà bạn thân của mẹ. Chị Năm hả chị Năm? Tôi bà Bảy nữa nè. Mẹ điên. Trời ơi tôi gọi ai bà cũng bắt máy vậy. Trời ơi chồng tôi đang tắm mà hết xà bông, tôi đi qua nhà bà Năm mua xà bông mà giờ bà qua đi qua bà đang động kinh cắn lưỡi nó không được, tôi nói giùm nè. Trời ơi rồi có sao không, có sao không đó nghe nè. Là bây giờ tôi muốn gọi là tôi hỏi cái chuyện hồi nãy luôn đó. Bà Năm cũng đi đám cưới đó, sáng bà đi bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi bà Năm bà động kinh sáng giờ có đi đâu. Ủa vậy hả? Rồi bye bye nha ba nha ba nha. Trời ơi lỗ luôn nguyên bàn rồi. Mẹ đã vậy còn tốn tiền đi thăm bệnh nữa chứ. Trời ơi con khổ mẹ quá, mẹ hỏi mấy người gì đâu không à. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ hỏi một người nữa, đó chính là bà ngoại của thằng bạn thân của mẹ. Ủa người đó thì liên quan gì tới nhà mình? Nè không có bà đó là không có con nghe. Giờ bà đó là cái người mà tác hợp ba với mẹ đến với nhau đó. Thôi mẹ muốn gọi gì mẹ gọi đi. Mẹ đâu cần gọi điện thoại. Chứ gọi gì? Gọi hồn. Bà chết rồi. Ê mẹ, bước qua đây. Dạ. Hồn ai? Thiệt luôn á, tự nhiên đang tân hôn à. Hồn chưa bao giờ mà đang hứng mà bị ngăn lại. Hai đứa đang đỉnh luôn. Động phòng với bộ đồng quan. Xong làm đám cháy, làm đám cưới. Mày đến đây. Bộ hồi đó má mày đẻ cái miệng ra trước hay sao mày nói dữ vậy? Ủa sao mẹ biết? Ủa tao nói đúng hả? Dạ. Thiệt luôn á chưa. Đi luôn, đi luôn, đi ra ngoài luôn, đưa cái nhà đây. Đi luôn. Thứ gì mày quạo không, quạo không? Tao đục vô mặt mày à. Đi ra ngoài. Con dâu gì đâu mà muốn ăn thịt luôn mẹ chồng hả? Để cho mẹ con người ta khấn. Nghe mẹ khấn nè con. Trời ơi. À khỏi ậm à ậm mực, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đàn ông con trai gì mà ậm à ậm mực ứ ấy hỡi. Echo, thêm echo. Đủ echo. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé. Trời ơi, tao sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô đi, mẹ sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô, mẹ sợ ma. Vô đây ngồi xuống, ngồi xuống. Thiệt mẹ luôn á, bới tô cơm chưa kịp ăn với mẹ luôn á. Cho mẹ mượn đi. Rồi cái muỗng con sao? Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây cho tụi con hỏi chuyện. Ô, ngoại hiển linh. Ngoại ơi, vô đi ngoài. Ông Chính, ông tắm xong chưa? Tôi mua xà bông về rồi nè. Bà Bảy, bà đi đâu đây? Nhà bà hả? Nhà tôi đó mẹ. Ủa tự nhiên tôi đang đi mua xà bông nhà bà Năm, ai xui khiến tôi vô đây vậy trời?
ngoại xui khiến đó. Hả? Đứng yên. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây với chúng con. Bà là bà Bảy đây. Ê! Ngoại tôi đâu? Bà là bà Ngoại, đứng thứ bảy kêu bà Bảy. Ồ. Dạ ngoại Bảy ơi. Ngoại Bảy cho con hỏi, ngoại cho con hỏi miếng. Ngoại. Nói nghe ngoại, chuyện là bây giờ vậy nè, là thằng con của con đó nó mới lấy nhỏ vợ nè. Vợ nó nè, con này nè đó. Ngoại bây giờ là tụi nó tính đồng phòng với nhau, cho nên là bây giờ con muốn hỏi ngoại là tối nay có cho đồng phòng được không? Mày nói làm sao chứ hôm nay là ngày tốt, bà Năm bà động kinh là hai đứa này nó động phòng được. Cái gì mà nghiệt ngã vậy trời, tự nhiên người ta động kinh người ta được đồng phòng. Không có được, thôi bỏ đi, không có được. Trời, mày nói nghe hay lắm, như mày tốt lành lắm chứ hồi xưa hả? Mày ăn cơm mà chưa kịp đắng cái kẽn mày ăn cơm rồi ha. Xong rồi ha, đâu có làm đám cưới cho mày kịp, nhà hàng đâu ai nhận, phải kêu chồng về Đồng Nai làm đó thay. Mày, nhớ chưa? Nói chung là tao đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý nghe chưa? Đồng ý. Không đồng ý, đưa đây. Đồng ý cho nó đồng phòng đi. Không đồng ý mà. Không. Đồng ý. Không. Hai đứa có muốn đồng phòng không? Dạ muốn. Tức của ngoại. Coi. Quên. Đồng ý. Tao nói được không có đồng ý. Ê, bên đây. Đồng ý. Mày phản mẹ mày hả? Được rồi. Đừng đồng phòng. Đồng ý rồi. Ông Chính ơi, đồng không chưa? Ông Chính ơi. Mẹ ơi, vậy là giờ tổ tiên đồng ý rồi đó mẹ. Tổ tiên đồng ý, nhưng mà tôi chưa đồng ý. Bởi vì bây giờ tôi phải chất vấn cô nữa chứ. Con hả? Ừ. Ủa, cái chuyện này là mẹ phải tìm hiểu trước khi mẹ cưới con về đây chứ sao mẹ hỏi? Bởi vì lúc đó mẹ rất là bận. Mẹ bận quản lý các cặp anh chị vợ chồng của chồng con, hiểu không? Cô nghe tôi hỏi nè. Dạ. Cô tên gì? Dạ con tên My. Diễm My? Dạ không. Kiều My? Dạ không. Tố My? Dạ không luôn. Chứ cái gì mi? Dạ Masubi là mi. You're the one, you're the best, Masubi là mi. Tên gì mà nghe leo trèo như vậy trời. À, thì ra cô thường xuyên trèo lên người con trai tôi là như vậy. Bây giờ cô muốn trèo đi đâu? Muốn trèo đi đâu? Cô đợi đó. Con trai, con tên gì? Mẹ là mẹ con đó mẹ. Quên, mẹ quên. Mẹ đẻ nhiều quá mẹ quên luôn. Mẹ đẻ cái đứa con trai đầu tiên, mẹ đặt cho nó là tên Quân. Dạ. Mẹ muốn người đời biết là nó phải hùng dũng, phải mãnh liệt. Nhưng mà đâu có ngờ, mỗi lần trong cái xóm nó xảy ra cái chuyện gì, cái là người ta rao rằng Quân ác nhân. Thấy chưa? Qua tới cái đứa thứ hai, mẹ mới đặt cái tên là Phường. Vậy mà trong xóm mỗi lần có cái chuyện gì xảy ra là người ta lại rao Phường trộm cướp. Thấy chưa? Nhưng không sao. Qua tới cái đứa thứ ba là con đó, mẹ mới rút kinh nghiệm. Mẹ đặt tên con là gì nè? Tha thứ. Đó, mẹ muốn tha thứ hết tất cả lỗi lầm, những cái nghiệp mà bà Bảy đã gán lên đầu hai anh em con. Nhưng người đời vẫn không buông tha. Mỗi lần trong xóm có cái chuyện gì xảy ra, người ta lại rao rằng cái thứ khốn nạn. Cho vừa lắm, nghiệp lắm. Đó, con thấy chưa? Mẹ đau lắm chứ. Con ơi. Dạ. Mẹ con làm nghề gì? Dạ, mẹ con là tiểu thương, buôn bán nội tạng. Quân giết người. Không, Quân tên con tao. Phường giết người. Không, Phường con tao luôn. Thứ giết. Thứ tên mày đó. Cái lũ giết, lũ tên tao. Giờ là không mẹ biết ơi, mẹ. Chửi cái gì hả? Ông mấy mẹ chửi con là cái ngữ đi. Cái gì? Cái ngữ. Ngữ giết. Ngữ tên bà nội mày ơi. Con xin lỗi má. Mẹ hiểu lầm rồi. Ý của con muốn nói với mẹ là mẹ con làm tiểu thương, bán nội tạng có nghĩa là bán phá lấu á. Trời ơi, nó cũng đẹp người đẹp nết. Có ăn có học mà mở miệng ra cái nghe thấy đi xa luôn vậy đó. Nghe hỏi tiếp nè, ba có làm nghề gì? Dạ, ba con sửa xe. Chắc cũng đinh tặc.
ông nội có làm nghề gì? Dạ ông nội con 100 tuổi ở không mới đi làm. Quỷ yêu hay sống lâu dữ vậy trời. Bà nội có làm nghề gì? Dạ bà nội con mất rồi. Đáng đời. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chỗ của tụi con mà mẹ. Nó làm gì? Mẹ làm cái gì mẹ? Mẹ, con nói với mẹ, mẹ muốn nói gì dòng họ gia đình con cũng được hết, không được quyền đụng tới con. Tôi thích chửi cô thì sao? Con. Nè, tôi nói cho cô biết, gia đình tôi vô phúc mới có một đứa con dâu như cô. Mẹ nói chuyện, mẹ không được chỉ vào mặt con. Tôi thích chị đó. Con không cho mẹ chỉ vào mặt con. Thấy chưa, thấy chưa? Mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi lại chém chèm, chém chèm. Con không cho mẹ chỉ vào mặt con, con không chỉ. Chết con trai tôi rồi, con có sao không con? Mẹ ơi, con mẹ chọt trong mắt con rồi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Đó là cô làm. Cô làm. Hồi nãy mẹ chọt cái mắt ảnh. Cô chọt cái mắt con tôi. Con nói là mẹ đừng có chọt nữa, mẹ chọt cái mắt ảnh. Đừng có chọt con. Au da. Trời ơi con ơi, con có sao không? Mẹ ơi, mẹ cướp đi thị lực của con rồi mẹ ơi. Trời ơi, mẹ không có cướp. Con kia, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi, mày mới vô đây có một ngày, mày đâm đuôi mắt con tao. Mày ở đây lâu ngày chắc mày giết tao chết. Con nói là mẹ chọt ảnh, mẹ không được chỉ con nữa. Con nói là mẹ không được chỉ. Con nói là mẹ không được chỉ con nữa. Em đừng có nói gì nữa. Em im đi. Em đừng có nói gì hết á. Anh hiểu em mà. Mẹ đã từng phải còn lại với hai anh của em rồi. Không con ơi. Con này nó tinh vi, nó cao siêu dữ lắm. Rõ ràng hồi nãy nó tán mẹ vậy nè. Cô. Em không có nãy cô mẹ đã tự kích động để mẹ tôi lộn cùi mèo với đoàn lân sư rồng. Cô quá em đáng mẹ lắm. Tất cả là lỗi tại cô. Cái này là mẹ tự té, còn hồi nãy là mẹ em vô tình. Gì đó em không có cố tình, em không có. Lỗi là tại tôi. Lỗi là tại cái bà già này nè. 3-4 giờ sáng đâu có chịu ngủ. Tại tôi. Thôi, tôi về phòng tôi ngủ đây. Mẹ ơi. Cái gì con? Dạ. Mẹ ơi, đây là cái thùng tiền mừng cưới của tụi con. Không, không, con cái này của mẹ. Dạ không, của tụi không, con cái này mà. Của mẹ. Nhưng mà đám cưới không, của không, tụi cái con này của mẹ mẹ. Không, cái này của mẹ. Thôi mà. Của thôi mà anh. Thôi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ sao mà té chỗ nghiệt ngã vậy? Con thấy chưa con? Mẹ vừa đi là nó thoáng đeo vào. Nó sợ mẹ cướp đó con. Con ơi, cầm cao lên cho mẹ nhờ. Cảm ơn con. Mẹ tiền của tụi con mà. Mẹ ơi, mẹ. Đó anh thấy đó. Vậy sao mà sống? Nhưng mà mình mới về nhà mẹ mà. Mình ráng ở 1-2 bữa nữa đi rồi tụi mình đi. Vậy anh phải hứa với em đó. Anh hứa là sau 3 ngày là mình về nhà mình luôn. Không ở đây nữa, được không? Rồi, anh đồng rồi, ý với em rồi. Đi. Anh hứa, đi thì đi. Đi đâu? Tôi mới nghe anh chị nói anh chị đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ tụi con muốn ra riêng. Con vợ của anh Suối đúng không? Đúng. Dạ. Là con Suối ảnh đó. Chứ mẹ nghĩ đi, mới có đám cưới xong mà tiền đó coi như là hết vốn liếng của tụi con để tụi con làm ăn sau này. Bây giờ mẹ lấy hết rồi, tụi con làm sao đây mẹ? Cô nói tôi lấy tiền của cô là sai. Vậy thì tôi hỏi cô, cái chuyện mà tôi lấy tiền rồi tôi cất giùm anh chị, để lỡ sau này trong tương lai anh chị có lỡ xa cơ thất thế, anh chị còn cái mà dùng, như vậy là sai hả? Dạ, chuyện tiền bạc không thành vấn đề đâu mẹ. Nhưng mà sự thật là giữa mẹ với tụi con á đã có một khoảng cách quá lớn, không thể hòa hợp được. Mới có ngày hôm nay thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Đơn cử như cái chuyện mà tụi con muốn động phòng trong đêm tân hôn đâu có gì là sai. Tụi con muốn có một đứa con mà mẹ, vậy mà mẹ cũng ngăn cản bởi những cái điều vô lý của mẹ. Vô lý hả? Vậy tôi hỏi anh,
anh đã có được một cái nghề ngỗng cho đàng hoàng chứ? Anh đã làm được gì nhiều cho người phụ nữ của anh chưa? Vậy mà anh đòi có thêm một đứa con. Tôi làm mẹ nè, tôi cũng khát khao có được một đứa cháu nội lắm chứ. Nhưng mà tôi muốn cháu tôi được sinh ra trong một cái gia đình đầy đủ, sung túc và hạnh phúc, chứ không phải được sinh ra trong cái sự bồng bột nhất thời của anh chị. Vậy mà anh chị nói tôi vô lý. Vô lý ở chỗ nào? Thôi đủ rồi, tao gây ác xong rồi. Giờ bà con, mọi người thiên hạ, ai muốn chửi rủa tôi cũng được, muốn nói tôi là mẹ chồng ác độc, mẹ chồng bất nhân cũng được. Tôi chịu. Tiền nè, vợ, anh chị khỏi đi đâu hết, để tôi đi. Mẹ, đi chị đợi. Mẹ ơi, hai đứa bay bộ sáng sớm đám cưới quỳ chưa đã, hay giờ quỳ nữa. Con trẻ người nông dạ, không hiểu hết những cái toan tính của mẹ dành cho tụi con. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn tụi con đi mẹ. Tụi con nông nổi, con còn nóng nảy, con buông lời xúc phạm tới mẹ. Mẹ đừng có giận con mẹ ơi. Tụi con xin lỗi. Ơi, mày ơi, hai cái đứa này làm cái gì vậy? Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy cho nè. Con gái con nít đứng dậy nè. Có vợ có chồng hết rồi nghe. Làm như con nít mới lớn rồi quỳ khóc lóc vậy. Cái điều mẹ mong mỏi nhất bây giờ á là hai đứa hạnh phúc. Vậy thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Sáng giờ đám cưới mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, giờ này còn nghỉ gì nữa mẹ? 6 giờ sáng rồi mẹ. Thì ra nãy giờ ông chính ổng tắm đêm, còn bà Năm bán tập quá, bán 24/7. Thôi nghe nè. Dạ. Bây giờ mẹ nảy ra cái ý định này. Dạ. Bây giờ hai mẹ con mình ra tiệm ăn sáng đi rồi về ngủ nha. Dạ. Ủa mẹ, còn con sao? Tô cơm nãy đâu? Thôi giỡn đó. Bây giờ mình đi ăn sáng. Đi ăn sáng mà mẹ. Xin cảm ơn phần trình diễn của thí sinh Hoàng Phúc. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của Hoàng Khôi, Ngọc Hoa, Trà Ngọc, là hai thí sinh đến từ Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016. Hoa ơi, nãy là em té thiệt á hả? Hay là miếng diễn? Nó ra mồ hôi, nó trơn quá, ra nó té. Em làm một cái bẹp nằm nguyên một con luôn á. Thương lắm. Thương, thương em quá à. Tôi khoái bà Bảy quá. Bảy hết chưa? Khoái bà Bảy. Mỗi lần em chạy ra là chị với anh Trung khoái chí. Cảm ơn những bạn hỗ trợ diễn nha. Em giả nữ, chị không nhận ra em. Chị không nhận ra luôn, em giống một cái người phụ nữ lắm. Tại em ốm ốm sao em mặc cái bộ đồ này nè, giống y hệt luôn á. Chị cứ nói là cái bản này đâu có nữ đâu mà sao cái này là nữ. Thành công lắm, khi giả nữ mà vậy là đẹp lắm. Thế Tiên, Bá Khánh, Thu Như, kỹ thuật lồng tiếng Thanh Giang, Bánh Bèo, với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Hey! Hey! Khí tụ đang điên, âm dương hòa hợp, long lân quy bổn, bụng thiên thừa giận, giận quá mất khôn, thăng thiên. Huynh quả là bậc kỳ tài đó. Tạ ơn hiền đệ. Hey, hey, đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? À, xin lỗi hiền đệ. Hey, hey, sư huynh, huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp, và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại, sư mẫu. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi
Tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ, thưa sư phụ, Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ê, dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm, ra. Chết cha, chim gan siêu gì bê. Ê, dạ, sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ê, dạ. Ta nói sai người phải cãi. À, bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Không phải. Ôi sư dạ. Phụ, có cái con mũi nó dính trên mặt sư phụ nè. À, vậy thì được. À, cảm ơn mũi nha, nhờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người, cha người là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. Rồi sao à? Rồi cha người thì thơ bộ, tá thơ bộ ơi. Hả? Bên đây nè. Rồi nghĩ làm sao? Cha người cũng chết trong cô độc. Người muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Ừ, hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ, loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ừ. Ăn ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ, sư phụ. Sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Hay à, sư huynh à, sư huynh, hãy cho đệ đi cùng sư huynh, đại phú trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. Trời ơi, cha ơi, cha, đại mà huynh cũng giết, huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, độc cô cầu dược. À! Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi thôi. Sau khi ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy độc cô cầu dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm, nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi. Môn phái mà vang danh thiên hạ đó chính là môn phái Tiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Hai ba, không có sợ.
sư phụ của ta chính là môn phái karate đồ. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái karate đồ, ta chính là phái karaoke ôm. Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Mày mày phải tiếp theo. Như quý vị ai cũng biết, môn phái Nga Mi là môn phái giang danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái nói mi. Ông Huỳnh à. Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu. Chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ây chà, ông Huỳnh à, nhìn cái mặt là biết chết hiểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ây chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác. Thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Có nếu mà lát không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây dạ, phái thiếu nhi xin chào phái nói mì. Phái thiếu nhi xin chào phái karaoke ôm. Phái karaoke ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái nói mì. Ây dạ, phái nói mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Ê nhìn đi. Cái gì? Ở mặt trời đã lên cao, nó bình minh lên rồi, gà trống đã gáy, ở trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. À. Được. Nó có bằng giải không có kem mà cho xin một miếng được không? Này da tôi tự xài đi xin cái gì trời đó, coi Quỳnh à, có thể cho mượn cái đầu nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó ba. Vậy thôi cứ đánh kem không là được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy không? Ây da, thấy không? Ê, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt đó, nó cay là nó chết thôi. Ai thì cao thủ là cao thủ. Sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ong xuất hiện. Ấy dạ, con ong nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời, ta chưa kịp đánh mà nó chết rồi, ai hết tay chân ta? Người hết tay chân của phái nấu mì không ai khác chính là độc cô cầu dưỡng. Ấy dạ, là ai? Là ai? Ấy dạ, giác huynh đệ à, hình như là có thích khách đó. Phải rồi, thích khách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tiệt chiêu của phái nói mì ta. Tiệt chiêu mi dân sen. Ai vào mi dân sen là cái gì? Mi dân sen trong phái tao mới biết thôi, ý nghĩa là sắp hàng đó hả? Dạ. Ai ai sắp hàng kìa. Dạ. Dạ. Xích vô chút nữa. Anh làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có đi chứ nghe. Dạ. Ai da, thiệt là ai chơi, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Ai da, dạ. Dạ. Sao mà được hả? Ôi tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân? À, thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử thúi không biết lớn nhỏ là gì. À, đúng rồi. Ba đại môn phái Nhi Mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó ạ. Đúng rồi. À, tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ây da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Ở qua bịt mắt giùm coi nè. Ây da, cầm đi, bà đi. Bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử nó đi, bịt nó đi. Thử nó đi. Ây đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Nếu mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? À một đồng. Ơ đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó ra chi vậy hả? Chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáp được chứ? Bây giờ đổi đi, đợi chút xíu để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, có mượn tiền, à, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền không hả? Chị này tiền nhiều quá đi hả? Tiền có tiền mà. Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền để giải thích một chút xíu, giải thích quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại, phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao tại tiền polymer đó. À đúng rồi, hợp lý à, hợp lý à. Hay quá, hay quá, hay quá. Phải bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Rồi tất cả mọi người hãy tập trung. À, tập trung đi hả? Đoán đi không có được khi. 500 ngàn. Ôi trời ơi. 1 tờ, em 1 tờ lại đi hả? Bóc thử 1
và tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Là cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai, 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 sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng C, cách xe phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? À, thôi Quốc Khánh luôn. Ây dạ, thiệt là hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửa và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. À, đúng rồi, đó là thời điểm này sao có xài polymer được đâu hả? Ây dạ. Ây dạ, trả nè. Ây da, ây da, ây da, trả cái mic luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây da, trả cái mic đi hả? Cái này mỗi người còn yêu nghề nữa. Ok đi, ây da, ây da. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Đúng rồi. Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì tà sẽ nhận người làm đệ tử. Cái nhà ngày hôm nay là nhận đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi. Cái ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm cái gì gọi là dấu ấn đi hả? À, đó, còn có cách là còn có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Hay dạ, không thề. Được đâu, cắt máu đào tạo lắm à. Nay giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u trời. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, nó cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. À, sư phụ à, cho một lít máu đi. À, dạ, sư phụ bị báo chó uống vô là sủa gâu gâu đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. À, sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem con đây. Ây da, con cái kìa. Trời đất ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ây da, ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, ây da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đủ máu rồi, đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Thôi còn khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. Dạ, đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái show đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo. Mình không chơi nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi. Cái trò gì đây? Trò gì đây? Có cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. À cũng được ạ. À, cũng được đi. Ây da, xin giới thiệu với ba sư phụ, đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 7-7-49 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống ạ. À, không được đâu. Phái nói mì ta uống rượu là rụng lông mi đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là lành mạnh, chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sao uống rượu được hả? Em chưa 18 đó mà. À, các sư phụ thật là nhát quá. Đây bây giờ, bây giờ uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? À, có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm rượu trong tủ thờ đâu ba? Mùi gì vậy? À, có mùi lông não chắc trong tủ quần áo đó. Không phải lông não đâu, mùi tôm thịt hình như là trong tủ lạnh đó. Ừ, dạ, anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi carbon chắc là trong tủ sắt đó hả? À, được, ai là, đưa. À, hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, làm sao mà có gì đó. Ây da, có đệ tử. Có trò này vui lắm nè. Có chơi cái gì trò vui? Chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu diễn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? Bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy?
Ây da, chơi cái chỗ đó được đó. Chơi đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Được không? Được, được, bây giờ con bị trước cho, tại con ra đó. Sao ngu vậy ta? Ây da, vô đây luôn đi. Vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ai da. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Ai vô bị đi. Hai bên áo khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống màu lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà. Ai ta? Ai ta? Ai làm vậy? Ai sai rồi. Ai dạ? Thôi tao không đánh đi. Ai dạ làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai dạ đâu hết rồi, đánh đi mà. Sao hồi hộp quá vậy? Xe tăng đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian ân ưu cha mẹ khóc thương. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Ai da, chơi nữa đi con à. Chơi nữa đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Cái tên tiểu tử núi này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó. Đúng rồi. Không có trí tuệ nữa đó. Ấy da, hôm nay ta đã hứng khởi dân chào, ta quyết định sẽ dạy cho con một tuyệt chiêu võ thuật bí truyền. Cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên ô vào quyền. Ô vào quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ví dụ đánh con một cái hai. Nó không đau, đúng rồi. Ô vào quyền. Ây da, chơi tôi lùi lại. Hay quá. Hiểu chưa hả? Dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi. Sư phụ đánh con thử đi. Ô vào quyền. Đau quá. Ôi da, đau quá. Thôi đi. Mày múa giả chân hả? Đụng tao cái đi. Ây da, mày bị cái gì hả? Sư phụ, thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản triển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ok đi. Một lần nữa ta hỗ trợ đến ô bà quyền, sư phụ sẽ thị phạm cho con đó hả? Bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Chà. Ở chóng mặt quá hả? Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Bizama Melotovisamin Kovisakurajidana Thumbatit Tukotajitana. Thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? Loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ây da, nó tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta không khách sao? Love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Cùng ta đã có được bí kíp võ lâm, ta đã có được. Tại sao là một tấm gương?
gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi rác đó. Ừ, xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu, ta chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm, ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta Mai Siêu Cu Te. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ê, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm đệ tử bái phục sát đất. Ngươi quả là tệ đó, làm sao mà trên đời này có những cái tá vỏ tàu lao như vậy chứ. Đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật, điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình, và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được. Một tiết mục rất hoành tráng, rất vui, rất bá đạo. Không biết chị Việt Hương có thấy như vậy không ạ? À, chắc chị phải nhường lời cho anh Bảo Trung, tại vì ảnh tâm đắc tiết mục này lắm. Dạ, xin mời anh Bảo Trung. Tại vì là hát hài đó mà, diễn với mấy cái phim nọ đó là khó diễn lắm. Khó hài cười lắm. Nhưng mà nãy giờ anh rất thích. Anh thấy em Dư là chuyên nghiệp luôn, diễn tốt quá. Cái kịch bản này nếu mà giao về cho anh không dám diễn đâu. Anh sợ tao cười. Nhưng mà em diễn á, cái kịch bản này xung quanh á, là những người hỗ trợ cho em quá tốt. Khánh nè, Tuấn Dũng nè, Lạc Hoàng Long à, và cái bạn Lê Nghĩa đó, những người đó tiết tấu họ tốt quá. Và khi họ diễn đó họ cũng giỡn, Khánh cũng giỡn và nói tiết tấu lên, tiết tấu lên. À, đặc biệt hôm nay chị mới biết Khánh là lương của em chỉ có 90 ngàn. Vậy mà từ đó tới giờ chị trả mấy trăm ngàn. Chị sai lầm rồi, chị biết giá em rồi. Để rút kinh nghiệm. Dạ, em diễn sao cái bản tài năng, em chỉ là triển vọng thôi, nhưng mà em ngang ngửa với lại bản tài năng. Rất là vui khi em dùng cái nó, xong em gắn thêm một từ vô thành cầu vượt. Và giống như anh Bảo Trung nói, khi mà mặc bộ đồ này với không phong cách là thần thái của những người đóng cái tuồng cổ, tuồng xưa, là nó sẽ rất là rề rề. Còn tụi em tiết tấu cực kỳ tốt, mà một cái người diễn viên hài có cái đó trong người mình á, mình khó chết lắm. Tại người ta chết rồi mình cũng gán mình làm lên để mình ở ngoài sân khấu mình có thể sống được. Thành ra là khi mà em có cái điều đó chị rất là vui, và chị chào đón em bước vào cái nghề chuyên nghiệp chứ không phải là bạn triển vọng không nữa. Cảm ơn em.
Khi mà bước vào thi cái vòng này em cảm thấy rất là vui, bởi vì chú Bảo Trung là người em đã thần tượng từ nhỏ. Ngay từ lúc những cái băng cassette Bảo Trung cười từ 1 cho tới bao nhiêu em đều có hết. Mấy lần trước gặp chú nhưng mà không có cơ hội được như diễn cho chú xem. Hồi nhỏ hồi đó là ai bộ chú lắm phải không? Dạ rất là vui. Bây giờ hết rồi hả? Dạ vui luôn. Ok thank you em. Khi mà tụi em tập đó, xong anh Tiên có coi và anh Tiên nói là bây giờ thôi đổi một cái màu khác đi. Anh Tiên đã nghĩ ra cho tụi em cái chủ đề là làm về võ thuật. Cảm ơn anh Diệp Tiên rất nhiều và cũng không quên cảm ơn Khả Như, cố vấn của em đã theo suốt tụi em trong các đêm tập. Ngày nào cũng tập từ 4, 5 giờ sáng tới 4, 5 giờ sáng. Em run lắm hả? Dạ em, tại vì em mập nên em giận, lâu lâu em giận động, em đuối. Nãy giờ chị thấy em diễn rất là kiểu như là hùng dũng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà em nói về anh Bảo Trung hay là em nói về người khác thì cái giọng em rất là run. Em bình tĩnh đi, em rất là tốt. Dạ. Hình thể tốt luôn. Em đủ tố chất để là một người diễn viên mà. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chị Khả Như, chị cảm giác như thế nào sau khi xem được tiết mục của mình cố vấn như vậy ạ? À, Như coi Như thích quá chừng luôn. Đúng là không uổng công mấy anh em cứ 5-6 giờ sáng mới về. Và cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, bởi vì anh Tiên hầu như là đã đồng hành suốt, không bỏ sót một đêm nào. Và một lần nữa, Như lại cảm thấy một Tuấn Anh rất là tự tin hơn vòng trước nữa. Người ta hay chọc Tuấn Anh ngay từ mới bước vào Cửa Xuân Việt á, mọi người hay nói là nam diễn viên chính kịch đi thi hài kịch. Nhưng mà hôm nay Tuấn Anh đã có tiết tấu và cả mảng miếng một cách tự nhiên như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân Tuấn Anh là một người rất là cố gắng. Dạ hồi nãy trước khi mà em lên thi anh rất là hồi hộp. 3 đêm liên tiếp là tụi em tập từ 11 giờ đi diễn về tới 6 giờ sáng, rất là mệt. Mà ngày hôm nay với thành quả vậy anh rất là hạnh phúc. Và anh thật sự đã rất mừng cho em. Chúc mừng em rất nhiều Tuấn Anh. Cảm ơn. Cảm ơn tổng đạo diễn Diệp Tiên rất nhiều. Đây một ước mơ đó, cho nên là người em đã thực hiện được rồi. Thì bây giờ với sự cổ vũ của Dũng thì Tuấn Anh cũng tự tin. Nhưng mà chắc chắn là sẽ cố gắng hết mình để mọi người công nhận mình trong chương trình Người Xuyên Việt năm 2017. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Thôi, đi. Và đó hai người, và đây một người. Chơi sao lại? Không có đường nào mà chơi lại. Chứ ông tưởng tôi sướng lắm hả? Bưng cái đầu lưng muốn trèo em qua hàm đây nè. Chứ bộ tôi sướng hơn ông sao? Trời đất ơi, tự nhiên bắt tôi làm cái đuôi của ông. Đồn cho già khoan một mít. Mà ông làm vậy chi vậy hả? Thì tôi muốn thể hiện cho bà coi. Thể hiện hả? Ờ. Mấy lâu nay ông vẫn thể hiện mà có bao giờ bà đáp lại tình thương của bà của ông đâu. Tôi đây nè, bà mới là yêu tôi nè. Ông đừng có xạo, bà nói bà yêu tôi rõ ràng rồi. À, ông nói như vậy giống như là ông muốn khiêu chiến có đúng không? Tôi không có khiêu chiến nhưng mà bà yêu tôi mà. Ông muốn kêu chiến có đúng bà không? Bà yêu tôi á, ông bỏ đi hai bố. Tôi nói thiệt cho ông phải nói mà. Đã bỏ đi hai bố ơi. Mày né ra cho bố thể hiện. Cái con người của ông là phải. Thôi bỏ đi. Mày né ra cho bố thể hiện. Khù máu trong luôn. Bỏ đi bố ơi. Mày né ra cho bố thể hiện. Chết. Đưa bố đi bệnh viện. Ông á, ông quýnh không có lại đâu. Trừ khi ông kiếm hàng, ông xúc mới lại thôi. À. Hết cho ông lại đây không có đồ chơi. Nếu có đồ chơi là ông mệt rồi. Ai mua cây đánh lộn đánh lạo xúc nhau không? Ê
Taylor Swift. À, tên tiếng Việt Thúy Loan Xuẩn. À, Thúy Loan Xuẩn. Ừ. Bán gì đây? Bán cây đập lộn. Bây giờ có hai loại, một loại đập đầu chảy máu, một loại đập đầu không chảy máu. Ông muốn mua loại nào? Vậy có loại nào đập đầu mới tù không? Có luôn, 30 đồng. Nói về 30 đồng. Nè, nếu mà cây mà 30 đồng đó nha, là chỉ có thể kêu bíp 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 bíp. Thôi thôi đi. Có cái khác không? Có, roi điện 30 đồng. Nếu mà nói về roi điện nè, sợ chưa nè. Roi điện đó nha, là ông chỉ có nước mà đứng im vậy rồi mà điện đâu? Chưa sạc. Trời đất ơi, tốn 60 đồng mà không hạ được kẻ thù. Đi vô đi Thí Lon xin quệt. Hey. Ủa cái gì vậy? Chết tiếng xe của bà Như. Nhanh 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 nhanh. Về bà Như về nha. Love the chase in my heart and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we go! Xong luôn chết rồi, bể hết chén dĩa rồi. Trốn tránh trách nhiệm thôi. Đừng có đó. Anh tôi không có nhà lỡ nhà ha. Đang đứng rồi mà mới nhạc Lâm. Ai bài ra? Còn ai nữa? Bà Lâm Lâm, mày hay lắm. Ê bà kia xanh mà. Tới cái tai của tôi á là tôi không có để yên được. Tôi phải kiếm cái này kiếm cái kia, chứ không bao giờ mà tôi để im được. Ê ông làm gì vậy? Cái này điện giật. Cha già đó. Tôi làm đó. Tại sao? Bởi vì tôi thương bà. Có cái chuyện thương nhau nói từ hồi bên ở Việt Nam qua đây 30 năm rồi ông vẫn còn nhây là sao vậy? Đó là định mệnh rồi bà nhớ không? Đó là định mệnh rồi. Khi ở bên Việt Nam tôi cua bà không được, đến khi mà qua nước ngoài nước Mỹ này nè bà hốt tôi về bà ở, thấy chưa? Cái gì? Nhưng mà tôi không có chấp nhận. Ông đừng có tưởng là những chuyện đằng sau lưng ông tôi không hề biết. Ê, em sai rồi, em sai rồi cô bé à. Anh là anh chưa bao giờ anh làm cái chuyện gì sau lưng em hết. Kể cả đi chơi, anh đưa em về nhà, sau đó anh quành đầu xe anh về luôn. Anh không hẹn hò bất cứ cô gái nào. Em sai rồi. Phải rồi, em sai rồi. Nhưng mà anh đâu hề biết là anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Bà vô nhà rồi. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết. Thì ra bấy lâu nay bà follow tôi à? Bởi vậy nó rõ như trong lòng bàn tay tôi nè. Chuyện tình mình sai rồi. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng. Ê, ghê quá. Bây giờ cất cái này ở đâu đây? Tôi không có biết. Thôi cất vô TV đi. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm. Tắt rồi. À, tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là tình yêu của tôi với bà đã có ai đó đâm thọt đúng không? Tôi đâm thọt rồi sao? Tại sao lại đâm thọt? Vì tình yêu có thể làm tất cả. Vì bà mà bạn đứng anh em. Không có em đời anh tan nát. Thuốc sức lát hiệu bà gì hai? Đi ra. Tình yêu sức lát kìa trời. Ông muốn cái gì? Tôi muốn nói với bà là hồi xưa tôi cũng yêu bà nhớ không? Nè, cái chuyện này tôi nói với ông từ hồi còn ở quê kìa. Tôi nói với ông sao? Tôi có yêu ông đúng không? Tôi qua nhà ông, ngày hôm đó tôi qua nhà ông tôi chơi với ông vậy mà ông không chơi với tôi. 12 giờ đêm ông đuổi tôi về giống như giờ ông đuổi nè. Trời ơi bệnh mà. Bà nhớ kỹ lại đi. Hồi đó đó, lúc đó là ba tôi đang ở dưới nhà, xong cái bà ở trên lầu á, bà ca hát sùm, cho nên tôi thấy bà ồn quá tôi mới nói với bà là khẽ thôi cưng à. Xinh xinh thật xinh khi ba em ngủ dưới nhà. Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà. Rồi thần đà ông lên xe vặt luôn cả lông gà. Trời ơi mấy ông thôi chưa hả? Mấy ông muốn tôi chết sớm hay sao? Ê bà Như có sao không vậy? Đừng ngủ đó, mệt quá, đi ngủ đi. Ê, bà Như tôi nói này nha, tôi thấy bệnh của bà càng ngày càng nặng á, nghe lời tôi đi mổ nha. Mổ nhiều tiền lắm. Không có sao đâu. Bà đi đâu mà từ sáng tới giờ vậy? Gần tới Tết nguyên tiêu rồi đi kiếm cái lồng đèn, kiếm vô chợ Việt Nam kiếm mua treo cho đỡ nhớ nhà mà không có. Bữa nào tôi làm cho ha. Ông làm nghề gì vậy? Tôi làm thiêu thụ mái giá rồi đó. Trời, có cái áo dài của tôi mai một năm trời chưa xong.
ông nhắm ông làm được cái gì hả? Tôi nói ở đây nè, không ai giàu ngay trơn á. Nếu mấy ông khá giả thì đâu có lại ở nhờ nhà tôi như vậy hả? Trừ khi nào mà có tiền từ trên trời rơi xuống tôi trị bệnh, còn không thì thôi đừng có bàn nữa. Bà Như à. Từng tuổi già này mà có trai quan tâm thấy bảnh ghê chưa. Ê, bà sao vậy? Bà giỡn ngay. Không, mệt thiệt. Để tôi bác sĩ thú y nè. Vô đây. Đó, yên tâm nha, có bác sĩ thú y lo rồi. Thấy tôi lo quá. Có sót ruột không? Sót sao không sót? Bây giờ chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền. Bằng mỗi giá phải kiếm tiền không ơi? Cái kế hoạch của mình sao rồi? Thì đợi ông Dũng về thôi, mà sao cha này gọi ông gì vậy? Phải gọi y tế ơi, ơi. Gì vậy? Sao hả? Khốn nạn là nó dám mang keo đen vô mắt kiến nè. Kế hoạch của tụi mình á, sao rồi? Chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Xong hết rồi hả? Vậy bây giờ ba chúng ta ngày hôm nay quyết định đi cướp ngân hàng. Không, cướp cái gì? Tôi đang vẫn còn lo nè. Lo gì? Lo lắm. Bây giờ tôi chuẩn bị sẵn 100 cái lá phiếu, hiểu không? Bây giờ mình bóc mà trúng cái ngành nghề nào thì mình đi kiếm tiền bằng cái nghề đó. Vậy đi. Không có nhất thiết là phải đi cướp. Đúng rồi. Bóc trước đi. Bóc trước đi nè. Lấy đi nè. Cướp. Xui. Tay xui dụi. Bóc cũng không được xui dụi. Tướng cướp. Xui hay xui? Ta không có chịu xào lên như vậy nè. Người ta bóc nó đỡ hơn. Trời đất ơi, nhất quá tam. Không lẽ lần thứ hai tôi xui tới nỗi trời đất ơi cướp ngân hàng luôn à? Vậy là định mệnh rồi sao? Bây giờ sao đây? Hả? Bây giờ cái gì? Còn 97 lá còn lại. Thôi 97 lá khỏi mở cướp hết đó. Sao kỳ vậy? Hồi nãy ghi có 3 lá, mỗi tay có còn nhiêu đi photo của Vi. Thôi tôi dẹp đi vậy. Không được cái gì hết trơn vậy. Tào lao không à. Nè bây giờ như vậy nè. Cái ý của tôi á là bây giờ tôi đã tính hết kế hoạch rồi nhưng mà vẫn còn thiếu sót. Là ba đứa mình phải có một cái phương tiện giống như cái xe đó để đi cướp. Nếu mà nói về xe tôi có. Chị hả? Tôi có. Đợi tôi đi. Quen với ông đỡ lắm. Hết rồi. Đợi tôi đó. Trời ơi. Đây nè. Xe tôi đó, xe này chạy rất là hay nha. Nó có bình, rất là nhiều bình. Bình mà nó hết bình rồi mà. Sao kỳ vậy? Xin lỗi nha, đại điện tội hết pin với mấy ông này tôi lấy tôi sạc đỡ. Đúng là quá ngu sẩn. Nè các ông, hãy nghe tôi nói. Cái điều đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta phải cướp xe ghi vô. Cướp xe. Đúng. Có ai có bằng lái không? Không. Chúng ta phải đi cướp bằng lái trước. Đúng, bằng lái là BL. Hay quá. Mà nếu như cướp được bằng lái, chúng ta phải đi tới đâu? Chúng ta phải đi tới trung tâm dạy lái xe thôi. Có ai biết đường không? Không. Vậy chúng ta phải đi cướp bản đồ. Đúng rồi, bản đồ là BD. Hay quá, quá chính xác. Mà muốn cướp được cái BD này, chúng ta phải tới đâu? Chúng ta phải đi tới hồ bơi thôi. Không, BD, bản đồ, tới nhà sách. Nhà sách. Ghi vô. Cái gì? Cái gì? Tôi thấy sai sao á? Sai gì? Cái mục đích của chúng ta là cướp ngân hàng. Sao giờ tôi thấy ngân hàng nó xa tầm với quá vậy? Mà tôi nói nghe nha, lỡ mà cướp ngân hàng á bị bắt á là bóc một cuốn nè, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn với năm cuốn tay tôi nữa rồi nguyên dĩa bánh cuốn luôn. Anh đâu ra ông? Giải thích như vậy mà cũng giải thích đâu, quan trọng là đây nè, cướp được cái xe thôi, hiểu chưa? Đúng rồi, cướp chiếc xe đó. Cướp chiếc xe, cướp làm cái gì? Ngân hàng bên đường thì băng bộ qua là được rồi. Ồ vậy hả? Hay quá vậy. Cướp ngân hàng. Tiến lên. Trời ơi, sao mà không ai nói với tôi là hôm nay chủ nhật ngân hàng đóng cửa. Trời đất ơi. Thôi lỡ để qua thứ hai cướp. Vậy đi. Nói nghe, sẵn tiện có cái thời gian bây giờ mình phải tập. Mình đúng tập rồi. Cướp, mình tới mình cướp cho nó kỹ. Đúng rồi. Vậy tập thử ha. Tập thử. Tôi phân công nha, ông sẽ làm giám đốc ngân hàng. Còn ông là tướng cướp của cướp ngân hàng. Bắt đầu. Xin chào quý khách, tôi là Kiều, giám đốc của ngân hàng này. Quý khách cần gì? Tôi muốn cướp ngân hàng. Trời đất ơi, ngân hàng của Kiều mới khai trương,
chưa có ai vô bỏ tiền hết, tiền đâu mà cướp đây. Bây giờ Kiều không còn cái gì hết á, không ấy bây giờ cướp đỡ cái này đi. Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình. Ông khoái cười lắm hả? Tao bay tao ba không à? Làm lại đi. Ông thương cướp, bây giờ giám đốc ngân hàng là tôi cho ông vô hụ hợ đi. Xin chào quý khách. Cướp đây. Ngân hàng mới khai trương. Ba bị cướp hai lần rồi. Lần đầu tôi không nói đi, lần sau cướp luôn nàng Kiều. Đến bây giờ cô ấy uất ức, cô ấy tự giận rồi. Hình ảnh cô ấy đây. Có hiểu gì sao là chỉ có cái thân này lên không không? Tại sao vậy? Cô ấy mang thân rồi. Nhìn lại chính mình đi. Về đi, làm lại từ đầu đi. Tôi xin phép được lui cung để làm lại từ đầu. Ngân hàng không còn tiền đâu, chỉ có thân của tôi thôi. Mà tôi cũng mắc bệnh nan y rồi, chụp X quang luôn. Bác sĩ nói bây giờ phải chờ đợi kết quả. Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao một bộ xương nằm trên đống kẽm gai? Ông bị bệnh gì? Gai cột sống. Ông đỡ hơn tôi, ông đỡ hơn tôi. Ông bệnh gì? Ông còn được vô bệnh viện chụp X quang. Tôi phải ghé cái tiệm chụp hình thẻ. Trời ơi, bệnh gì có hình con khỉ ban ra đường vậy? Tôi bị đau ban khỉ. Trời ơi. Hey. Ê, mới tập có chút xíu mà bây giờ qua lên tới thứ hai rồi kìa. Ờ, vậy lẹ quá vậy, bây giờ làm sao đây? Cướp ngân hàng thôi. Cướp ngân hàng đi. Dơ. Cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách đã chọn ngân hàng cười xuyên việt của chúng tôi. Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng tốt như điện này. Ngân hàng của chúng tôi được bảo vệ bởi hai vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp để chúng ta tránh khỏi những vụ cướp ngân hàng. Hello ladies and gentlemen, I am the final cướp ngân hàng, you know. Sit down. Keep silent. Keep silent. Keep da sầu. Anh ba đang trường đi đâu đây? Không, tôi giám đốc ngân hàng. Biết nói tiếng Việt à? Vậy ra đây. Còn anh lái. Cái gì vậy? Cướp đúng không anh, cướp. Tiền để đâu? Để trong kia kìa. Anh. Đi ăn cướp có mình hả? Alo, Cao luật sĩ hả? An toàn rồi, vô đi. Ăn cướp đây. Chào. Đi ăn cướp chắc còn thêm chi vậy? Cao luật sĩ ra đây. Dạ. Bây giờ tôi hỏi mày, đi cướp ngân hàng hay đi lễ Tết Trung Thu giao lưu cùng các bé? Dạ, tất nhiên là đi ăn cướp ngân hàng rồi. Tại sao mặc đồ con bướm? Trời ơi, đại ca không biết cái gì hết. Đi ăn cướp ngân hàng, quá trang tình bướm bướm. Sau đó, cảnh sát nó không có bắt bướm bướm. Vậy là cảnh sát không bắt bướm bướm hả? Đúng rồi, nó chỉ bắt người thôi. Thông minh quá, mời nhóm kịch chăn ngà qua cướp. Dạ, tụi bay, đứng lên. Quỳ xuống. Nằm luôn đi. Lăn vô trong cho ta. Khoan anh. Sao? Trong coi phòng này được không? Chi? Phòng kia mới có máy lạnh. Nhanh. Rồi đây mọi người đi thẳng nha, anh xếp hàng thành ngang ngang nha. Rồi đi thẳng nè. Đi thẳng vô phòng máy lạnh nè cho mấy anh cướp dễ dàng nè. Lẹ lên vô nè. Vô phòng máy lạnh nha. Cha. Cái remote để quên ngoài rồi. Số đó vô hết rồi. Dạ. Tao với mày không cần che giấu thân phận nữa. Cởi mặt nạ ra đi. Ta biết Khánh rồi chị. Là anh gì vậy? Em tẩy trang này kìa. Mày điên hả? Mày không đeo mặt nạ mà đứng mày tẩy trang. Dạ.
Bây giờ hành động, anh vô lấy cái xác, đứng đây canh nghe chưa? Được, đại ca. Tin tưởng được không? Đại ca cứ tin tưởng em. Ok. Nhìn về em thôi chứ không ai dám điều khiển được em đâu. Đây, đây, đây. Con là con bướm hả? Con là con bướm hả? Chơi đồ chơi mà, ai mua đồ chơi cho con? Hả? Nè, con ơi, ở đây là ngân hàng chứ không phải công viên công dân chơi trung thu nghe không? Chút xíu này mấy chú cướp ngàn bắn đun 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 lịch chết nha. Tôi là ăn cướp. Đi về ngoan. Chào chào, ăn cướp cái gì? Đi về nhà thiếu nhi tham gia phong trào đi con. Trời ơi, tôi là cướp mà. Đại ca ơi. Chó. Ê, súng thiệt, súng thiệt. Thì ơi, sao có tiếng súng đâu vậy? Chị ơi, hả? Có ba già ăn hiếp em này ca. Ra ngoài canh cửa. Dạ. Ba ông. Một, hai, ba. Ba ông là ai? Cướp ngân hàng. Mày là ai? Cướp ngân hàng mà không biết ta à? Hà Mã làm cướp Vũ Quốc Khánh. Anh ơi là anh ơi. Em cướp ngân hàng mà em già rồi anh ơi. Sống đây chết mai tha cho em đi anh ơi. Đúng rồi đó anh ơi. Tôi già như chuối chín cây gió lay. Tôi rụng hai ngày mồ côi. Trời đất ơi, giáng tiệc chứ bồ coi tội lắm mày ơi. Đôi cơm các nước biết người nào lo đói. Cơm các nước biết người nào lo đúng không mày? Đúng rồi mày, đúng rồi mày. Con số 7. Vậy băng cướp lô tô đi qua Mỹ chơi hả? Cái gì? Muốn lấy tiền hả? Đi về đi. Ở đây tôi là người cướp trước, số tiền này phải thuộc về tôi. Hiểu chưa? Nhưng mà ông tới đây bao lâu rồi mà ông nói ông cướp trước? Tới đây cách đây 5 phút rồi. 5 phút mà nó cướp trước, tôi tới nửa tiếng rồi nè. Tôi tới nửa tiếng sao nãy giờ ông vô? Ngồi uống cà phê á. Thiệt không? Thiệt á. Chắc không? Chắc luôn. Ủa nghe vậy luôn à? Nè, nói cho chú em mày được biết. Thấy đầu hai ba thứ tóc không? Tao đi cướp từ trẻ rồi. Cướp từ cái lúc mà tay chưa rung đến bây giờ gặp chú em tao rung quá. Cái gì? Từ cái lúc tay chưa rung bây giờ bị bệnh nó rung rồi. Chú em cướp ngân hàng bao nhiêu lần rồi? Đây là ngân hàng đầu tiên. Ngân hàng đầu tiên. Tôi cũng mới cướp lần đầu tiên. Mày bỏ gì? Nhưng mà không phải. Cướp ngân hàng lần đầu tiên thôi. Nhưng mà hồi xưa á, tôi chuyên gia là tôi đi cướp tiền của các áo quân. Biết Quỳnh Lạc không? Nguyễn Anh Tú, Lê Dương Bảo Lâm không? Ê! Tào lao! Làm những cái chuyện cướp áo quần tôi không tin, tôi không tin. Trời đất ơi. Tên tôi đi. Nó ăn cướp trên trời. Trời ơi, ăn cướp. Thôi, chứ em không có tiền. Rồi. Tôi nấu cướp tiền em hết rồi. Mọi người cẩn thận của chừng nó cướp tiền đó. Trần. Tin đi. Nó cướp tiền tôi đó. Anh nghĩ nó cướp tiền tôi mà nó còn cướp. Là báo đang cướp quán quân là ông hả? Đúng. Ai chà, hâm mộ ông quá. Nếu như ông là cướp, tôi cũng là cướp, thì bây giờ chúng ta chia 50-50 đi. Không cần 50-50 đâu. Cần 100.000 đô là đủ rồi. 100.000 đô thôi hả? Ờ. Đơn giản mà 100.000 đô có sẵn ở đây. Đây 100.000. Ông tốt bụng quá cái mơ. Thôi được rồi, có tiền rồi. Ủa, sao tiền có mặt vậy? Cái gì vậy? Tiền giả. Thằng giám đốc đâu? Dạ gì anh? Em đang xong hơi kêu em ra gì vậy? Tại sao tiền giả không vậy hả? Tiền giả đúng rồi, tiền trưng bày mà. Tiền thiệt đâu? Ngân hàng mới khai trương làm gì có tiền thiệt, khùng quá nên dễ cướp dễ dàng vậy nè. Vậy tao phải giết mày. Đừng có bắn ta, tự nhiên giết ta kỳ vậy? Bởi vì nó thấy mặt bốn đứa mình rồi. Nó mà báo police là một hơi bắt bốn đứa mình bây giờ, để tôi xử nó cho. Tôi cướp lâu rồi có kinh nghiệm. Để tôi xử đó cho. Lẹ đi. Cho một phút hội ý thôi. Sao đi? Bây giờ ra con cái tiếng nổ đùng. Giả bộ té xuống chết nha. Ui mà sao vậy, đã chết. Mày làm như vậy không chết thiệt bây giờ. Nghe nó tiếng nổ mà hiểu không? Bây giờ mở trách xuống mây đi. Mày điên quá, bây giờ mở trách xuống 16 đi nha. 15 là tiếng bơm đạn á. Ừ. Mày phải chết. Tao tha cho mày đó. Tao không tha cho mày nữa. Chết nhân răng rồi. Tao nạo hầm răng mày ra. Em còn sống. Tại sao nó còn sống? Dẫn mặt hả? Sáng đi gấp quá quên bỏ đạn vô. Cho mượn súng để bắn nha. Súng nó giờ bắn hết đạn rồi. Ai mua đạn bỏ vô súng không? À,
sao? Hả? Tại mày, tại mày mà ra nông nổi này, mày phải trả đũa. Ê, đứng đây coi chung kết xếp hạng hả? Quên. Ủa sao mai trúng đạn hả vậy? Ủa vậy cuối cùng ai trúng đạn? Chúng tôi nè. Vì chính em. Đừng có gọi nữa, bị thương rồi, không có xếp qua được. Quả báo mà. Cảnh sát tới rồi, đông vui lắm. Chúc mừng, cuối cùng chúng ta cũng bị bắt. Yeah. Vui á. Tụi bay đừng có vội mừng. Trước khi vào đây, tao đã cài bơm khắp cái ngân hàng rồi. Đúng rồi đó mày, tao cũng đã cài bơm khắp người. Từ trước tới giờ, tao có một luật lệ, thà bị chết chứ không để bị bắt. Tụi bay câu giờ, tụi bay phải lãnh hậu quả này. Đại ca, mày im đi. Chết. Sao không được vậy? À, em quên gắn pin đại ca. Nè, hai này cướp nè. Nè, nhất là nhỏ nè. Em là con bum bum anh ơi. Bum bum hả? Bắt mày dậy cho chim ăn luôn. Bum bum mày. Bắt hết đi. Cuối cùng bắt được hai này. Chú ơi. Dạ. Tôi cũng là cướp nè, sao chú không bắt tôi luôn đi? Đâu. Con nói với cảnh sát á, chú là người hùng chứ không phải ăn cướp. Tôi là người hùng hả? Dạ. Ông bà chú, con thấy chú là người tốt vậy, tự nhiên đi ăn cướp sao chứ vậy? Không nói giấu gì chú, có bà bạn bệnh nặng lắm. Hả? Muốn kiếm tiền chữa cho bà. Nhưng mà không sao, tôi tìm cách khác được. Xin lỗi chú nhiều nha. Nhưng mà chú không bà sao chú... đâu, không sao đâu. Xin lỗi chú. Trời đất ơi là trời. Ê, ông ngoài cái áo luôn nè. Trời đất ơi. Ông phải cái nó cao quá đi. Mày đâu đi mà không nhìn ngó chứ mày cao vậy? Đồ đâu mặc đồng phục vậy? Ông nghe hô ông mai, chờ đi qua bên chỗ kia đi lấy thêm mấy quần nữa. Thiếu cái quần à. Sao biết làm? Thường thì biết hết. Thấy tôi mặc cao dài ông Mai đẹp không? Đẹp lắm. Tôi làm những thứ này tất cả để dành cho bà. Nhưng mà tôi xin lỗi bà nha. Tôi muốn kiếm tiền cho bà chữa bệnh. Mấy anh em tôi đi kiếm nhiều cách rồi mà không có. Ngay cả cái việc mà tôi định... Định làm gì? Định đi làm thêm. Cũng không có tiền cho bà luôn. Mấy ông khỏe, sống thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho tôi quý rồi, cái tình già mới quan trọng. Tôi nói với ông nè, có một cái tin vui. Tin gì vậy bà? Có tiền rồi. Ủa, có tiền ở đâu vậy? Hôm qua có một cái ông nói ông giám đốc ngân hàng, ông lại ông dúi tôi số tiền lớn lắm. Cái tôi nói trời ơi, tự nhiên đâu có không đưa tôi cái số tiền đó. Ông nói là nhờ mấy ông á cứu ngân hàng, mà nhờ có mấy ông á mới cứu mạng được nhiều người lắm á. Cái đưa tiền cho tôi. Tôi đâu có chịu đâu, nhưng mà tôi quyết định tôi nhận. Nhận rồi hả? Có tiền rồi, đi chữa bệnh nha. Tôi lấy cái số tiền đó tôi chia đều cho mấy anh em trong nhà nè. Tính tình kỳ cục.
Có tiền không lo cho sức khỏe của mình đi. Chia làm cái gì? Tôi lo chứ. Già rồi, nghe bệnh sợ lắm. Tôi sợ cái cảm giác mà vô trong bệnh viện á, nhắm mắt cho người ta mổ, mở mắt dậy thấy mình chết rồi. Đừng có nói vậy, xui quậy lắm bà Như. Tôi biết ông thương tôi, nhưng mà ông biết không, cái tuổi già của mình á, nó giống như cái lồng đèn vậy đó, lắc lư trước gió, đèn nó hiu hắt lắm, tắt lúc nào cũng hay. Một ngọn đèn thì có thể tắt, nhưng mà nhiều ngọn đèn thì nó sẽ khác. Phần hỗ trợ của diễn viên Khả Như, Quốc Khánh, Tuấn Dũng, Bá Đức là Hoàng Long, Duy Dương, Xuân Tiến và Kim Quanh. Một tràng pháo tay thật lớn cho ekip ạ. Vâng, xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, chúc mừng anh tặng danh ạ. Cảm ơn em. Có bấm xin. Dạ, nãy giờ tôi ngồi trong tôi xem, tôi chứng kiến tiết mục này quả là hấp dẫn, quả là vui. Theo quý vị khán giả thì tiết mục này có thành công không ạ? Có thành công không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và sau đây là những lời nhận xét góp ý đến từ ban giám khảo. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. Xin cảm ơn Tuấn Anh, xin cảm ơn tất cả các bạn phụ diễn. Các bạn đã đem đến một cái bữa tiệc nghệ thuật rất là thú vị. Qua cái tiết mục của bạn thì tôi cảm nhận được những cái điều mà tôi thấy rất là bằng lòng, đó là tiết tấu rất là tốt. Tiết tấu rất tốt và có rất nhiều những tình tiết để làm cho khán giả vui cười với các bạn. Và đặc biệt, một cái rất ấn tượng cuối cùng, ngoài việc tiểu phẩm có ý nghĩa ra, tiết mục có ý nghĩa ra thì nó còn có một điều nữa là ai cũng phải thừa nhận rằng là cái kết rất là đẹp. Hình ảnh đẹp, nội dung đẹp. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. Dạ, xin mời chị Việt Hương ạ. Trước tiên chị nghĩ chắc Tuấn Anh phải cảm ơn tất cả các bạn hôm nay hỗ trợ cho em. Đặc biệt là các bạn tiết tấu rất tốt, chặt chẽ, mà tôi nghĩ các bạn tập rất nhiều mới được như vậy. Kể như liên tục lật tình huống. Chị hơi lo một chút xíu là chị có vô tình xem một cái bộ phim của Mỹ, cũng ba ông già đi cướp. Cho nên là chị sợ là tụi em sẽ làm giống như vậy. Và trong cái bộ phim đó có một cái tình huống rất là dễ thương, đó là cái người cô bé nhỏ xíu 5-6 tuổi, người châu Á, chị cũng tự nghĩ đó là người Việt Nam, là cô bé đó đã cứu ông già một bàn thua trông thấy. Nếu cô bé đó chỉ thì ông già đã bị bắt đi tù rồi. Thế mà cô bé người châu Á đó không phải là binh người cướp mà mình quý, nhưng mà cái cô bé đó lại nói là không có, tại vì ông bệnh rất nặng. Thì bây giờ tụi em lại đổi cái tình huống là một cái người bạn ở xa xứ, một cái người bạn đẹp như Khả Như thì tôi nghĩ là nên cứu chứ hả? Dạ, và dạ, cỡ tôi thì cho chết luôn đi, chứ Như là phải cứu thôi, tại Như quá đẹp. Một cái bà già sang trọng, bựng một cái bộ áo dài nhung chặt chém tôi, đó, phải cứu bà thôi. Và khi mà Như cái tình cảm của cái người xa xứ, và tụi em đặt ở đây là tình huống ở người
người mình ở rất xa, ở một cái nơi khác, thì cái tình cảm rất ấm áp. Và đặc biệt cái ngày Trung Thu nó sẽ bị quên lãng dần, mà ở đây các em lại làm lại cái hình ảnh là cái lồng đèn, đưa cái lồng đèn mà làm bằng tay chứ không phải giờ là bấm pin ra. Các em đưa ra xong cái dàn lồng đèn rớt xuống, tất cả các bạn hỗ trợ ra cầm cái lồng đèn ra. Nếu ai là sơ sứ mà xem tiết mục này thì tôi nghĩ sẽ rất là xúc động. Và toàn bộ các bạn hôm nay là hỗ trợ bạn hết mình để nâng bước cho bạn đi tới cái ngày chung kết ngày hôm nay. Chúc mừng tiết mục của bạn.